chương 1402, ngừng đàm phán. Lê Mang vội vã chạy về Ngọc Lan yêu cầu tiến hành đàm phán, Liễu Tuấn và Cờ Ti Trường Phong cũng chấp nhận yêu cầu của ông ta, nhanh chóng an bài hội nghị đàm phán chính thức, nhưng vừa tiến vào đàm phán, Lê Mang lại bắt đầu lãm nhảm những lời cũ rích, kiên trì chỉ đưa dây chuyền sản xuất linh kiện tới Cờ Ti Trường Phong, còn dây chuyền động cơ không nhắc tới, thậm chí hạ giá cung cấp động cơ xuống 10%, tỏ ra vô cùng có thành ý. Theo tác phong nhất quán, liễu tuấn không thích tham dự sự việc cụ thể nhưng cuộc đàm phán này cơ bản y tham gia từ đầu tới cuối hơn nữa còn đích thân chủ trì có thể thấy mức độ coi trọng với việc này đưa dây chuyền sản xuất động cơ vào trong nước là mục tiêu cơ bản của liễu tuấn không hoàn thành mục tiêu này thì dù cờ ti thông dụng có nhượng bộ khác lớn đến đâu với liễu tuấn mà nói đều là một sự thất bại vì thế liễu tuấn không hề lay động kiên trì giữ ý kiến của mình đàm phán một lần nữa rơi vào bế tắc lehman chủ động tạm ngừng đàm phán sau đó gọi điện đường dài với tổng công ty rất lâu. Ba ngày sau, Le Mang quay lại bàn đàm phán, nói với Liễu Tuấn và các đại biểu đàm phán khác về nguyên tắc tổng công ty đồng ý đưa dây chuyền sản xuất động cơ vào cơ ty trường phong. Nghe Le Mang nói tới đây, đoàn đại biểu đàm phán phe ta thầm thở vào, mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng lời nói tiếp theo đó của Le Mang làm nụ cười này biến mất tâm tích. Le Mang nói, xét thực tế công nhân trong nước căn bản không có kỹ thuật sử dụng dây chuyền tiên tiến này. Điều kỹ sư và công nhân kỹ thuật từ Mỹ qua tham dự sản xuất thì phương diện chi phí không có lợi, vì thế yêu cầu Cờ Ti Trường Phong trước tiên ủy phái một bộ phận công nhân sang Mỹ học tập, thời hạn 3 năm, đợi những công nhân này cơ bản nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật rồi, Cờ Ti Thông dụng mới suy nghĩ tới việc lắp đặt dây chuyền sản xuất động cơ ở Cờ Ti Trường Phong. Le Mang tuyên bố, đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà Cờ Ti Thông dụng có thể đưa ra, nếu như phía tỉnh A còn có yêu cầu nào khác, tất cả tổng công ty đều sẽ không đồng ý. Liễu Tuấn lạnh nhạt nói, ông Le Mang, đàm phán thì cả hai bên phải hài lòng mới đạt thành hiệp nghị, không thể do một bên nào đó đơn phương quyết định kết quả đàm phán. Cho nên, tôi phong phản đối đưa công nhân sang Mỹ học tập kỹ thuật, nhưng dây chuyền sản xuất phải lắp đặt ngay lập tức ở cơ ti trường phong. Ông Le Mang, trước kia tôi đã nói, mới bên ông đưa ra một phương án cụ thể tính toán chi phí giá thành gia tăng khi lắp đặt dây chuyền sản xuất ở cơ ti trường phong, chúng ta cùng tham khảo và giải quyết vấn đề nhưng bên phía quý vị không hành động vì thế ông le mang tôi hoài nghi thành ý của các vị hoài nghi các vị căn bản chỉ kéo dài thời gian ông le mang tôi nghĩ ông phải hiểu quyết tâm bên phía chúng tôi không cần tiến hành thăm dò nữa tôi có thể nghiêm túc nói với ông nếu như quý công ty còn có bất kỳ một thái độ không thành ý nào nữa chúng tôi sẽ chủ động ngừng đàm phán dùng trình tự pháp luật giải quyết vấn đề đương nhiên chúng tôi cũng sẽ liên hệ với nhà chế tạo xe hơi khác tranh thủ đưa vào bạn hàng có thành ý hợp tác hơn. Lê Mang tức thì mặt xa sầm, các trợ thủ của ông ta ai nấy nghiêm mặt lại. Liễu Tuấn làm thế ngang với việc phát thông điệp cuối cùng với bọn họ rồi. Kéo dài thời gian là thủ pháp Lê Mang luôn sử dụng. Sở dĩ muốn đưa những công nhân đi học kỹ thuật định trong 3 năm là đợi chính cục bên này trong 3 năm đó có biến hóa. Căn cứ chế độ giao lưu cán bộ và lý lịch cá nhân của Liễu Tuấn phân tích y chưa từng liên tục công tác ở nơi nào quá 4 năm nhiều nhất 3 năm sẽ điều tới chức vị khác. Lê Mang biết, Liễu Tuấn mới là linh hồn của cuộc đàm phán này. Nếu như 3 năm sau, không có Liễu Tuấn tham gia đàm phán, Lê Mang tin có thể kéo dài thời gian tới vô kỳ hạn. Liễu Tuấn hiển nhiên nhìn ra vấn đề trong chuyện này, không định cho bọn họ nhiều thời gian như vậy. Liễu Tuấn cho bọn họ nửa tháng. Liễu Tuấn nói rất rõ ràng, cờ ti thông dụng phải đưa ra dự toán kinh phí và phương án kỹ thuật toàn diện, nếu không cờ ti trường phong sẽ ngừng đàm phán với kinh nghiệm của cơ ty thông dụng dùng nửa tháng để đưa ra một phương án như vậy đã là rất dư giả, đây không phải là dây chuyển sản xuất mới thiết kế có rất nhiều phương án có sẵn để tham khảo đàm phán vì vậy ngừng lại le mang bắt đầu tiến hành trao đổi với bên tổng bộ đương nhiên nửa tháng này liễu tuấn cũng không bỏ mặt đám người le mang ở nhà khách không ngó ngàn gì tới cách năm ba ngày lại tới thăm hỏi nói chuyện coi như là để tăng tiến tình cảm cổ nhân có câu mua bán không thành vẫn còn tình nghĩa cho dù cuối cùng cuộc đàm phán có đổ vỡ cùng không cần làm ảnh hưởng tới quan hệ tư nhân thực ra quan hệ tư nhân giữa triệu ngạn và le man không tệ đó là điều liễu tuấn tán thưởng le man người này xưng am hiểu đông phương đúng là có trình độ hôm đó là thứ bảy liễu tuấn rảnh rang lại chuẩn bị tới nhà khách thăm lê ha không ngờ le man vừa nhận được điện thoại đã nói mình tới miếu thành hoàng dạo chơi nếu như liễu tỉnh trưởng có hứng không ngại cùng tới đây tản bộ miếu thành hoàng của ngọc lan hết sức nổi tiếng đây là một cái chợ đồ cổ được phê chuẩn thành lập vào năm cuối thế kỷ trước là khu chợ kinh doanh sản phẩm văn hóa chính thức của tỉnh a người dân ngọc lan quen gọi nó là chợ đồ cổ đồ cổ cho dù có xây dựng khu mua sắm quy mô lớn muốn trở nên hưng thịnh tập trung tinh phẩm thì cần thời gian tích lũy không phải chỉ dựa vào thủ pháp vận hành thương nghiệp là đủ thời gian le man ở cơ ty trường phong có sở thích lớn nhất trong những ngày lễ tết là dạo miễu thành hoàng người này tự xưng yêu thích văn hóa phương Đông không phải là học đòi làm sang. Lời mời phong nhã như thế liễu tỉnh trưởng không thể không theo rồi. Đường đường thạc sĩ văn học cổ, không thể nói với một người nước ngoài mình không thích đồ cổ, há chẳng phải để người ta cười cho hay sao. Liễu tỉnh trưởng không thể mất cái sĩ diện này. Thế là Liễu Tuấn lái một chiếc Audi 200 kiểu cũ tới nhà khách đón Le Man cùng tới Miếu Thành Hoàng. Chiếc Audi 200 này Liễu Tuấn tự bỏ tiền túi ra mua khi làm bí thư khu trường Hà thường trong lúc nghỉ ngơi dùng đến nó, ví dụ như hôm nay nếu lái xe biển số 2 của thành ủy, không khỏi làm kinh động địa phương. Miếu Thành Hoàng được xây dựng vào thời Bắc Tống, đã có gần 1.000 năm lịch sử rồi, về sau trong thời gian chiến tranh Thái Bình Thiên Quốc, bị hủy trong chiến hỏa, nhiều nơi góp tiền xây dựng lại, cả miếu kết cấu nghiêm ngặt, bố cục hợp lý, là một trong miếu đạo giáo nổi tiếng nhất Ngọc Lan. Trong những năm tám không thế kỷ trước, chính phủ Ngọc Lan cải tạo thành thị, lấy miếu Thành Hoàng làm trung tâm, tiến hành khai phá, kiến thiết chợ Miếu Thành Hoàng. Công trình đầu tiên nằm ở chính Nam Miếu Thành Hoàng, chiếm diện tích hơn 60.000m2, chỉnh thế là kiến trúc giả cổ, thường biểu diễn các loại văn hóa nghệ thuật, chợ Miếu Thành Hoàng còn mở các cửa hàng, trà lâu, thính vũ hiên. Đến thập niên 90, công trình kỳ 2 cải tạo thành thị được thực thi, tiêu tốn hơn 30 triệu đồng, khôi phục tư huệ lâu và nương nương điện ở trục Bắc, chợ đồ cổ Miếu Thành Hoàng nằm ở góc Tây Bắc trung tâm thương nghiệp, diện tích kinh doanh gần 20.000m2, mỗi khi tới cuối tuần, nơi này xuất hiện nhiều người yêu thích đồ cổ tới từ các nơi trên toàn quốc tới đây giao lưu học tập. Chợ đồ cổ từ khi khai trương tới nay thu hút rất nhiều người kinh doanh đồ cổ dân gian tới đây thường trú. Một số người tới đây sớm được chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển chợ đồ cổ. Ban đầu hộ kinh doanh chuyên đồ cổ không nhiều, những người chung sở thích chỉ giao lưu riêng. Người dân phổ thông không có nhu cầu văn hóa cao như vậy. Hiện giờ người dân Ngọc Lan không ngừng nhiệt tình quan tâm tới lĩnh vực đồ cổ, những cửa hàng kinh doanh đổ cổ lớn không ngừng xuất hiện. Liễu Tuấn rất tán đồng điều này, đây là hình thức tốt nhất bảo vệ đồ văn vật cổ xưa. Tiết chương dịch kiếm chỗ dừng xe, Liễu Tuấn và Lê Mang cùng đi vào chợ đồ cổ, Kha Khải Phàm và Tiết chương dịch theo sau. Khi Liễu Tuấn tới khu trường Hà Nhậm chức thì chưa có cái chợ đồ cổ này, chừng năm 97 mới xây nên, có điều trước khi rời nhiệm Liễu Tuấn không chỉ tới một lần, còn mua mấy thứ mình thích ở đây, về sau mang cho chuyên gia đồ cổ cận hữu vi giám định, mấy thứ đồ liễu bí thư mua được đại bộ phận là đồ giả mỗi một cái là đồ thật, liễu bí thư thành dê béo rồi, vì chuyện này mà cận công tử chê cười liễu bí thư một phen, liễu tuấn chẳng phật ý, dù sao y cũng có tiền, mấy thứ này không đắt mấy, không vì bị coi là dê béo mà ảnh hưởng tới tâm tình, có điều biết năng lực giám định đồ cổ của mình bình thường, liễu tỉnh trưởng không tới nơi này nữa mặc dù lắm tiền không sợ chém, nhưng ngoan ngoãn dân tiền cho người ta cũng không phải là cảm giác mỹ diệu gì. Vì thế sau khi trở lại Ngọc Lan hôm nay mới là lần đầu tới đây, ông già người Mỹ mắt xanh mũi lỏ bên cạnh lại rất hăng hái, chương 1403, đảo lộn hết cả. Vì là thứ bảy lưu lượng người ở chợ đồ cổ tương đối nhiều, không phải chỉ có người thích đồ cổ chạy tới đây mà còn có rất nhiều đôi tình nhân trẻ tới đây đi dạo trừ đồ cổ chợ miếu thành hoàng còn có rất nhiều đồ thích hợp với nhu cầu của người trẻ tuổi. Le man dừng chân lại ở trước một cửa hàng, nhìn chăm chú vào một bộ kỷ niệm chương, chủng loại đồ cổ rất nhiều, cho dù là người chuyên nghiệp cũng không thể nhận biết hết, rất nhiều thứ mặc dù niên đại không xa, nhưng vì ý nghĩa đặc thù vẫn được lôi ra chợ đồ cổ giao dịch, ví dụ như số kỷ niệm chương này, cùng lắm chỉ chừng 20 năm, nhưng rất nhiều kỷ niệm chương thành đồ tranh giành ở chợ đồ cổ. Liễu Tuấn còn nhìn thấy nhiều huân chương thời kháng Mỹ cứu triều cùng bị mang ra bán, còn các loại kỷ niệm chương đặc chế thời đại loạn càng thường thấy ở chợ đồ cổ. Kỷ niệm chương mà Le Man nhìn trúng là chế phẩm đồ gốm, trong đó có một cái rất lớn, bằng gần nửa lòng bàn tay, Liễu Tuấn liếc mắt qua đánh giá, đường kính của nó không dưới 6cm, kỳ thực đó chưa phải cái lớn nhất, nghe nói thậm chí còn có cái hơn 10cm, có điều Liễu Tuấn chưa thấy qua. Le Mang tự hồ rất có hứng thú với thứ này, nhìn số kỷ niệm chương một hồi ánh mắt lại di động tới một cuốn hồng bảo thư lại nhìn chăm chú liều tuấn không có hứng thú mấy với những thứ đó chỉ ở một bên xem cùng le man giữ phép lịch sự lúc này di động của liễu tuấn vang lên lấy ra xem thì là lăng nhã nhắn tới chỉ có một dấu đó là đặc điểm của cô liễu tuấn điều tới ngọc lan nghiêm phi và dương dương cũng đến vì đinh ngọc chu ở biệt thự tỉnh ủy nên biệt thự số một thành ủy luôn là phủ của thị trưởng liễu tuấn cười sang bên cạnh gọi điện ở văn phòng à lăng nhã hỏi nếu như ở nhà liễu tuấn sẽ không gọi điện cho cô ở miếu thành hoàng à anh lại đi để bị lừa à lăng nhã trêu chuyện liễu bí thư mua phải đồ già đã lưu truyền trong giới thận cận rồi lăng nhã cũng biết thi thoảng lại lấy ra trêu liễu tuấn đồng chí này giỏi quá đáng chuyện có thể đã kích y không nhiều thi thoảng gặp phải một chuyện tất nhiên là tận dụng tối đa ha ha lăng chủ nhiệm chính phủ Ngọc Lan sẽ cân nhắc tới việc kiện cô phỉ bán, cô làm thế chẳng phải muốn rỡ chiêu bài chợ đồ cổ sao, Liễu Tuấn tâm tình không tệ, treo lại, Lan nhã cười, phải thôi, thị trưởng đại nhân mua phải đồ giả ở chợ đồ cổ, người khác biết có dám tới không, Liễu Tuấn cười, này, em muốn tới, Lan nhã liền bắt đầu làm nũng, đi cùng le mang mũi to, em tới là phải quy củ đấy, Lan nhã biểu môi lào bào, chán chết đi được, được rồi, anh tiếp le mang xong rồi sẽ tới thật chứ? Nói phải giữ lời không được nói dối, lăng chủ nhiệm vội nói, sợ liễu tỉnh trưởng chơi trò ăn quỵt. liễu tuấn cười hứa, rồi cúp điện thoại, khi liễu tuấn đi tới, le mang đang mặc cả với chủ cửa hàng, người chủ đó thấy một người nước ngoài, vốn có chút hờ hững, không phải vì người nước ngoài không mua kỷ niệm chương, nhưng rất hiềm, chủ hiệu thấy món làm ăn này không có hy vọng, nên không nhiệt tình, đợi khi le mang hỏi giá thì mừng húng, cải cách mở cửa đã hơn 20 năm người ngoại quốc không còn bị cảm thấy thần bí như thời mới giải phóng nữa, nhưng vẫn có chút hiểu lầm, nhìn thấy những người Âu Mỹ mũi lõ, tự nhiên cho rằng là dê béo lắm tiền, mở miệng là báo giá rất cao, Liễu Tuấn cười không nói, đợi xem trò vui, Lê Mang nói tiếng Hán lưu loát, hơn nữa là người đứng đầu đoàn đại biểu đàm phán của cờ ti thông dụng, mặc cả là nghề sở trưởng, chủ hiệu lần này nhìn lầm, đương nhiên nếu như chủ hiệu quá đáng, Lê Mang thành dê béo thật, nói không chừng liễu tỉnh trưởng lên tiếng trượng nghĩa còn trước đó cứ làm người ngoài cuộc đã quả nhiên le mang vừa mở miệng cho thấy trình độ rất cao đưa ra một cái giá còn quá đáng hơn cả chủ hiệu chủ hiệu cả kinh bất giác nhìn kỹ lại le mang tên mũi lo này chẳng những tin thông tiếng hán mà còn am hiểu giá cả ở chợ đồ cổ trả giá đó chủ hiệu không lỗ nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu le mang lão luyện như thế chủ hiệu gần như không còn đường cò kè vốn muốn hạ giá từng chút một không ngờ le mang không chịu tăng thêm một sủ chủ hiệu vừa mới nói thêm mấy câu, mũi lỏ không ngờ làm bộ muốn đi, chủ hiệu hết cách đành dựa theo giá của Lê Mang bán số kỷ niệm chương và hồng bảo thư cho ông ta, Lê Mang thu được toàn thắng, trả tiền nhận đồ, cười với Liễu Tuấn, dáng vẻ dương dương đắc ý, có điều Liễu tỉnh trưởng lại cười với chút hài hước, Lê Mang ngẩn ra, rồi mặt ửng đò, thủ đoạn ông ta dùng với chủ hiệu, chẳng phải chính là thủ đoạn Liễu Tuấn đang dùng đối phó với ông ta sao. Biết rõ giới hạn của đối phương ở đâu, bám chặt lấy không buông bất kể le mang có dùng thủ đoạn nào cũng vô dụng bực mình là liễu tỉnh trưởng cũng xoay người bỏ đi đàm phán với người khác may mà người âu mỹ đều có một đặc điểm đó là chuyện công tư rất rõ ràng trên bàn đám phán lai like người là đối thủ nhưng rảnh rỗi đi chơi sẽ không mang chuyện không vui trên công việc vào cuộc sống hàng ngày bị liễu tuấn cười trêu tức le mang ngó lơ thế là mấy người đi dạo quanh chợ đồ cổ le mang mua liền mấy món bảo bối toàn là đồ kỷ niệm thời đại loạn, liễu tỉnh trưởng nhìn mà thèm, không ngại nguy hiểm bị lừa lần nữa, cũng chọn hai thứ mình thích, không ngờ đều do Lê Man chủ động mặc cả với chủ hiệu, làm chủ hiệu vừa ngạc nhiên vừa cay cú. Người trong nước đi mua đồ cổ lại cần người nước ngoài giám định thật giả, mặc cả, coi như là chuyện hết sức đặc biệt. Có điều nghề nghiệp có chuyên môn, Lê Man thích chơi thứ này, trình độ trên liễu tỉnh trưởng là đương nhiên. Tới trưa, Lê Man cười nói, liễu tỉnh trưởng, hôm nay thật cao hứng, tôi mời mấy vị dùng cơm. Liễu Tuấn không khách khí gật đầu, mấy ngày qua chẳng phải toàn y mời Lê sao. Miếu Thành Hoàng cũng có mấy cửa hàng cấp bậc khá cao, còn đa phần là quán ăn nhỏ. Lê lần đầu mời khách, không thể quá nhỏ mọn, đi trước giảng đường, đưa đám Liễu Tuấn tới nhà hàng nhất phẩm cư, vừa đi vừa vừa giới thiệu những món ăn nổi tiếng của nhà hàng này. Đám Liễu Tuấn cứ mắt tròn mắt dẹp, một vị thị trưởng không ngờ lại không quen thuộc địa bàn của mình bằng một người nước ngoài lên nhà hàng, Lê Mang và Liễu Tuấn ai chọn món người đó, gọi một vò rượu hoa điêu, trừ mau đài ra, Liễu tỉnh trưởng thường không uống rượu khác, hơn nửa rượu vàng khá đắng, càng không hợp với khẩu vị của y. Có điều Lê Mang hết sức sùng bái rượu hoa điêu, nói rượu vàng có công hiệu dưỡng sinh, không dưới rượu vang, ra sức khuyên Liễu tỉnh trưởng uống nhiều hơn, để ông ta là khách Liễu tỉnh trưởng cũng phụng bồi, hoa điêu rượu của Thiệu Hưng, một loại rượu vàng. Không ngờ mới ăn được một nửa, bên ngoài bay vào mùi thối khiến người ta buồn nôn. Khách hàng tức thì bịt mũi lại, có người nóng tính tuôn tam tự kinh ra khỏi miếng, cực kỳ bất mãn. Kha Khải Phàm lập tức đứng dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ tiểm hiểu tình hình, nhanh chóng quay lại, xấu hổ nói, cách đó không xa có một cái cống bị tắt, người ta đang thông. Tiếp chương dịch bất mãn, lúc nào thông không thông, đang ăn cơm lại thông, thật đúng là. Tiếp chương dịch vốn ít nói, nhưng Liễu Tuấn đang ăn cơm, lại đi cùng một người Mỹ gặp phải chuyện mất hướng này nên không nhịn được, Lê Mang cười, chuyện này không trách người ta được, phải trách thì trách liễu tỉnh trưởng, Kha Khải Phàm và Tiết Chương Dịch đồng loạt nhìn ông ta với chút khó chịu, dù ông là khách nhưng phải biết lễ tiết cơ bản nhất chứ, Lê Mang không hề để ý, miễn cười nói, liễu tỉnh trưởng, theo tôi biết, Hiệu suất công tác của cơ quan chính quyền Ngọc Lan trước kia không cao như thế, sau khi tỉnh trưởng tới lập ra quy củ, đối với khiếu nại người dân phải trả lời trong kỳ hạn, cho nên người ta thông cống trong giờ ăn cơm là chuyện bình thường, đó là sợ chính phủ trách hỏi. Lê Mang nói lời này với vẻ tán thưởng, ông ta dù Ngọc Lan mỗi năm chỉ chừng 2 tháng, nhưng đã nhiều năm rồi, có thể gọi là người Ngọc Lan, khá hiểu cách chấp chính của hai vị thị trưởng cũ mới, nói câu này là có căn cứ. Kha Khải Phàm và Tiết Chương Dịch nhìn nhau ngạc nhiên, ai cũng bảo Lê Mang tỉnh thông phương đông, quả nhiên danh bất hư truyền, vỗ mông một cách kín đáo tự nhiên, rất có trình độ chương 1404, một buổi nói chuyện. Có điều liễu tỉnh trưởng đề cao hiệu suất làm việc, làm đẹp môi trường, tất nhiên là không tệ, nhưng trong kiến thiết thành phố còn có một số vấn đề cần chú ý. Le Mang uống vài chén rượu vàng, tự hồ rượu vào lời ra, không ngờ lại lên tiếng dạy bảo liễu tỉnh trưởng. Liễu Tuấn vốn mỉm cười, nghe thế sắc mặt trở nên trịnh trọng nói, xin ông Le Mang cứ nói thẳng, lời này phát ra từ nội tâm Liễu Tuấn, dù sao leman là nhân vật trí thức tới từ nước mỹ kiến thiết thành phố của mỹ thực sự có rất nhiều kinh nghiệm hay để học hỏi hôm nay hiếm có được tụ tập tán gẫu được nghe cao kiến của leman tất nhiên là tốt liễu tỉnh trưởng trước tiên nói chuyện cái cống này nhé kiến thiết cống ngầm của quý quốc là chuyện người ta đau đầu nhất trong kiến thiết thành phố ha ha các vị hẳn là trong phim ảnh nhìn thấy cống ngầm của nước tôi rồi có thể cho mấy người xếp hàng ngang đi được cơ bản dùng cho mấy trăm năm không có chuyện bị tắt. Nhưng cống của quý quốc thì cơ bản chỉ có chuột mới chạy nổi, nếu như quá tắt thì chuột cũng phải chạy đường vòng. Kha Khải Phàm và Tiết Chương Dịch thiếu chút nữa cười ra tiếng, ông người Mỹ này thật hài hước, nhưng họ nhanh chóng thu lại nụ cười, vì thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Liễu Tuấn, Liễu tỉnh trưởng rất coi trọng lời của Le Mang, Liễu tỉnh trưởng, tôi không sao hiểu nổi quý quốc làm cống ngầm vì sao lại làm nhỏ như thế, nếu như trước kia quy mô thành phố rất nhỏ, nhân khẩu thường trú không nhiều xây nhỏ như thế còn hiểu được, nhưng rất nhiều thành phố lớn, thậm chí có thành phố cực lớn nhân khẩu tới cả chục triệu cũng làm cống ngầm nhỏ như thế thì thật khó lý giải. Tôi đoán chừng là do ý thức tầm nhìn, ví như Ngọc Lan 20 năm trước nhân khẩu hơn một triệu, vì sao thiết kế cống ngầm lại cũng bằng quy cách một thị trấn nhỏ. Lê Mang thấy Liễu Tuấn tự hồ rất coi trọng lời ông ta nói, tức thì càng có tinh thần, tiếp tục nói say sưa, quên cả mùi thối ở bên ngoài. Liễu Tuấn trầm tư. Le Mans đã nói tới một vấn đề quan trọng trong kiến thiết thành phố. Cống ngầm nhỏ là một sự thực tồn tại khách quan, nhưng Le Man nói trong nước thiếu tầm nhìn ở việc kiến thiết thành phố là vấn đề quan điểm. Nó không chỉ liên quan tới vấn đề một cái cống ngầm nữa. Liễu tỉnh trưởng, tôi rất tán thành quy hoạch xanh hóa thành phố ngài đang tiến hành. Một thành phố đúng là cần xanh hóa mới có sức sống. Nhưng quy hoạch này, căn cứ vào văn kiện của chính phủ phải hoàn thành trong vòng 3 năm tôi cho rằng trong đó không phải không có vấn đề kha khải phàm và tiết chương dịch lại giật mình quy hoạch thành phố xanh này đúng là có rất nhiều người nguyền rủa nhưng không làm gì nổi sự uy thế của liễu tuấn thêm vào đinh ngọc chu toàn lực ủng hộ mọi người không dám nói ra mồm vì chu vinh sinh ý kiến với liễu tuấn nói tài chính khó gánh vác được không lâu sau đó có tin đồn nói đinh ngọc chu muốn điều động chu vinh sinh tuy cuối cùng không thành sự thực nhưng Đinh Ngọc Chu có nói chuyện với Chu Vinh Sinh bảo ông ta phục tùng vô điều kiện sự chỉ huy của chính phủ, đừng có lấy tư cách lão thành ra chống đối liễu tuấn bừa bãi. Cán bộ Ngọc Lan đều biết Chu Vinh Sinh là cán bộ được Đinh Ngọc Chu coi trọng nhất, thôi Phúc Thành và Uông Quốc chiêu thử mấy lần mà vị trí cục trưởng cục tài chính của ông ta không lung lay tới một cái nào, hiện giờ chỉ vì đề xuất ý kiến với liễu tuấn. Đinh Ngọc Chu lại như đối diện với đại địch, có thể thấy Liễu Tuấn uy thế ra sao? Hiện giờ Lê Mang ỉ hơi rượu, nói càng, đừng có để Liễu tỉnh trưởng nổi giận. Liễu Tuấn cầm chén rượu lên nhấm một ngụm nói, ông Lê Mang mời tiếp tục chỉ bảo. Lê Mang vội xua tay, không dám nói chỉ bảo, tôi chỉ hứng lên thuận miệng nói, có chỗ nào không đứng, xin tỉnh trưởng đừng để ý. Người nước ngoài này ăn ngoái khách khí khéo léo hơn khối người trong nước. Tôi chỉ muốn hỏi, nếu trong 3 năm tỉnh trưởng bị điều đi, thì quy hoạch thành phố này có được triệt để thực thi tiếp nữa không? người kế nhiệm của ngài liệu có cải biến quy hoạch, làm ra một cái quy hoạch khác không? Lê Mang nói tự như tùy ý, nhưng ngôn từ rất sắc bén, Liễu Tuấn hơi cau mày, Kha Khải Phàm không nhịn được xen vào, ông Lê Mang, đây là quyết định của tập thể, đã thành văn kiện, dù Liễu tỉnh trưởng có điều đi, văn kiện này cũng sẽ được thực thi. Vốn Liễu Tuấn nói chuyện với khách, Kha Khải Phàm không nên xen vào, nhưng hắn theo Liễu Tuấn hơn một năm, biết Liễu Tuấn thích bồi dưỡng cán bộ bên cạnh thường cổ vũ họ đưa ra câu hỏi, cho nên kha khải phàm dám lên tiếng xen lời thế hả ha 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 Lê không tỏ thái độ gì tiếp tục nói với liễu tuấn liễu tỉnh trưởng tôi rất thích văn hóa phương đông tới rất nhiều thành phố của quý quốc đại bộ phận là thành cổ nghìn năm nhưng mấy năm gần đây tôi thường thấy một số thành phố ra sức kiến thiết cải tạo hơn nữa tần suất rất cao thường vừa cải tạo xong lại cải tạo tiếp cả thành phố gần như không lúc nào không trong quá trình xây dựng quả thực tôi thấy cải tạo là không cần thiết thành phố cũ có dáng vẻ của thành phố cũ, có lẽ bảo tồn hoàn chỉnh nó còn có lợi hơn. Không giấu gì tỉnh trưởng, tôi cũng đã tới rất nhiều quốc gia châu Âu, cách thức đối đãi với thành phố cũ của họ khác với quý quốc. Bọn họ rất ít cải tạo thành phố cũ mà xây dựng thành phố mới, để thành phố cũ được bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí không tăng cường giữ gìn, để phát triển tự nhiên, chỉ khống chế nhân khẩu phát triển. Rất nhiều thành phố cổ được bảo tồn nguyên si, đi trên con phố cổ, văn hòa lắng động tinh thần ẩn chứa trong đó làm người ta nghiêm trang, thành cũ có cái đẹp của thành cũ, không hề lạc hậu, Lê Mang nói liền một hơi, miệng hơi khác, liền uống liền mấy ngụm trà, liễu tỉnh trưởng, tôi không sao hiểu nổi, một số thành phố rõ ràng là có không gian phát triển rất lớn, hoàn toàn có thể xây dựng thành phố mới, nhưng lại cứ đâm đầu cải tạo, kỳ thực có thể xây dựng thành phố mới rồi di chuyển một hần dân cư sang, thành phố cũ được bảo tồn, chất lượng cuộc sống được cải thiện là chuyện đẹp cả đôi đường. Vì sao cứ phải vật lộn như vậy? Trong mắt ông ta, rất nhiều thành phố đang vật lộn chứ không phải đang kiến thiết. Liễu Tuấn Trầm ngâm hỏi, ông lê man, vậy ông cho rằng nguyên nhân là sao? Thứ cho tôi nói thẳng, nguyên nhân chính là thành tích. Một thành phố có phát triển hay không lại không được phán định bởi thực tế, mà dựa trên con số GDP. Ok, đáp án có rồi, cải tạo thành phố của ít tốn tiền hơn nhưng con số GDP không khác so với kiến thiết thành phố mới bao nhiêu, lại có thể tuyên truyền là quan tâm tới cuộc sống của người dân. Nói thật đây là nhu cầu của chính quyền chứ không phải là nhu cầu của người dân. Liễu Tuấn hơi kinh ngạc, không ngờ người nước ngoài này lại nhìn thấy bản chất công trình thành tích ở trong nước, nói một câu chúng ngay điểm mấu chốt. Liễu tỉnh trưởng, còn có một điều tôi không hiểu được, đó là quy hoạch kiến thiết thành phố của quý quốc không liên tục mà đứt quản, tạo thành rất nhiều sự lãng phí lớn ví dụ như vị thị trưởng tiền nhiệm một thành phố nói muốn khai phá khu phía tây thế là mọi người chạy sang khu phía tây khu phía tây còn chưa kiến thiết xong ông ta bị điều đi thị trưởng mới lên thay muốn kiến thiết khu phía đông thế là tất cả lại kéo sang khu phía đông khu phía tây bị bỏ đó phải biết rằng tài lực của thành phố là có hạn cho nên kiến thiết thành phố không có tính liên tục như thế sẽ tạo thành lãng phí cuối cùng lại chẳng có hiệu quả như ý liễu tuấn nhướng mày lên Vậy nước ông nếu gặp phải vấn đề này thì giải quyết ra sao?" Le man cười, "Liễu tỉnh trưởng, ở nước tôi không có vấn đề này đâu, không có." "Vì sao?" "Ở nước tôi, quy hoạch mang tính toàn cục sẽ được thảo luận thông qua quốc hội sau đó hình thành văn kiện pháp luật, có hiệu lực luật pháp. Thị trưởng tiền nhiệm nghỉ hưu, thị trưởng kế nhiệm phải thực thi quy hoạch đó, nếu không làm là phạm pháp, điều này khác với văn kiện của các vị, văn kiện của các vị không có hiệu lực pháp luật." người kế nhiếp có chấp hành hành không cũng chẳng sao, chẳng ai đi chất vấn cả. Nghe tới đây Liễu Tuấn thở dài, chế độ luân chuyển cán bộ, tệ nạn sáng làm tối sữa, vì thiếu sự giám sát có hiệu quả, tạo thành kiến thiết trùng lập, lãng phí hết lần này tới lần khác. Ông ta nói ra chuyện hiệu lực pháp luật, có lẽ là biện pháp giải quyết không tệ. Đương nhiên trong này còn có việc kiện toàn cơ cấu và chế độ giám sát, nếu không có hiệu lực luật pháp mà không ai giám sát thì cũng như không. Có lẽ sau này Liễu Tuấn nên nỗ lực theo phương hướng đó. Chương 1405, Đinh Linh tới tận nơi. Hi hi, Liễu tỉnh trưởng, văn phòng của ngài thiếu chút gì đó. Đinh Linh đứng trong văn phòng Liễu Tuấn, không chịu ngồi xuống ngó ngang ngó dọc nói, nhìn dáng vẻ như rất vô tâm, làm Kha Khải Phàm đang rót nước cho cô ta phải sửng sốt. Hắn biết đây là con gái của Đinh Ngọc Chu, có điều đây là lần đầu tiên gặp mặt. Theo suy nghĩ của hắn, một thiên kim tiểu thư như thế phải dịu dàng nhã nhặn ít nhất bề ngoài phải thế. Kha Khải Phàm còn biết Đinh Linh là chủ đằng sau của địa ốc Quảng Hạ. Theo lời đồng địa ốc Quảng Hạ có tài sản tới một tỷ, Đinh Linh có thể coi là bà chủ lớn rồi. Ai ngờ lại giống như một cô gái nhỏ tinh quái như vậy. Đinh Linh tuổi cũng không nhỏ, đoàn chừng chưa tới 30, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nhưng ăn mặc bốc lửa. Chỗ nên mát mẻ thì mát mẻ toàn bộ, chỗ không nên mát mẻ cũng chẳng che đậy nhiều. Dưới chiếc váy siêu cũng cẩn là cặp đùi nõn nà, làm người ta nhìn hoa cả mắt ăn mặc chẳng khác gì cô vũ nữ múa bụng khe vú sâu thẳm nhìn thấy rõ ràng đinh bí thư không ngờ sinh ra cô con gái xinh đẹp gợi tình đến thế làm người ta trố mắt đinh linh ăn mặc như thế lại đường hoàng xuất hiện ở văn phòng thị trưởng làm người ta choáng váng cuộc hội kiến này không được hẹn trước mà đinh linh bất ngờ tới đinh linh gọi điện thoại cho liễu tuấn nói mình tới thăm cha hỏi liễu tỉnh trưởng có thời gian không lâu rồi không gặp cô ta rất nhớ liễu tỉnh trưởng Chuyện cầu kiến như thế Liễu Tuấn không tiện cự tuyệt, Đinh Linh Cao Minh ở chỗ lấy thân phận tư nhân cầu kiến, vừa mới gặp cha xong, do hứng chí muốn gặp chú Liễu, lẽ nào chú Liễu lại không nể mặt, nếu nhiệm kỳ của Đinh Ngọc Chu còn dài, Liễu Tuấn có thể không để ý tới sự thỉnh cầu này của Đinh Linh, đoán chừng Đinh Linh cũng chẳng nhớ Liễu tỉnh trưởng, nhưng tháng 10 đại hội đảng của tỉnh A sẽ diễn ra, dưới tình huống bình thường, Đinh Ngọc Chu sẽ giao lại chức vụ của mình lui về tuyến hai. Liễu Tuấn không thể chối từ Đinh Linh cầu kiến nữa, thường có câu người đi trà lạnh, giờ Đinh Bí Thư còn chưa đi, Liễu tỉnh trưởng đã lạnh rồi, chẳng phải bị người ta chỉ trích sao, nhưng vừa nhìn thấy trang phục của Đinh Linh, Liễu Tuấn hiểu ra ngay, mục đích Đinh Linh dứt khoát tới tìm y, trước đó không hề tới văn phòng của Đinh Ngọc Chu, ăn mặc thế thế này đi gặp Đinh Ngọc Chu không phải để nghe mắng à, nhìn qua Đinh Linh không phải là người thích bị ngược đãi. Liễu Tuấn rất khách khí với Đinh Linh, từ sau bàn làm việc đi ra, nghiêm túc bắt tay mời ngồi xuống ghế sofa nhưng đinh linh cổ quái lại không chịu ngồi đứng nhìn nó văn phòng liễu tỉnh trưởng liễu tuấn cũng không phật lòng cứ ngồi ở ghế sofa ung dung hút thuốc nếu đinh linh bày ra vẻ cô gái nhỏ liễu tỉnh trưởng chẳng ngại làm ra vẻ chú liễu trưởng bối gặp vãn bối có gì phải câu nệ liễu tỉnh trưởng ngài không hỏi xem cái văn phòng này thiếu gì à thấy liễu tuấn không lên tiếng đinh linh chạy tới trước mặt y hỏi người hơi cúi xuống bầu vú trắng như tuyết lộ ra quá nữa may liễu tỉnh trưởng coi như kinh nghiệm phong phú chinh chiến lâu ngày nếu không chưa chắc kháng cự nổi thiếu gì thế liễu tuấn thuận miệng hỏi ánh mắt không né tránh nên nhìn vào đầu cứ nhìn vào đó cứ như đinh linh là không khí vậy ánh mắt này của liễu tuấn làm đinh linh chớp mắt có một cảm giác thất bại đinh linh biết mình rất xinh đẹp vóc dáng rất gợi cảm nữ nhân luôn có nhận thức rõ ràng về vốn liếng trời sinh của mình cái gọi là thông minh hay không là có biết lợi dụng vốn liếng này hay không? Đinh Linh cho rằng hôm nay mình đã tận dụng triệt đề vốn liếng này rồi. đương nhiên nữ nhân xinh đẹp hơn cô ta không ít, gợi cảm hơn cô ta càng nhiều. Có lẽ càng trẻ trung xinh đẹp hơn. Nhưng những cô gái đó không mấy ai có thân phận như cô ta. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đinh Linh đưa địa ốc quảng hạ lên thành quy mô như hiện nay không phải chỉ dựa vào chiêu bài Đinh Ngọc Chu. đa phần cái danh con gái Đinh Ngọc Chu chỉ là gạch cỏ cửa, đưa Đinh Linh qua cửa thôi. Tiếp theo đó còn có rất nhiều khó khăn phải dựa vào thủ đoạn của Đinh Linh để giải quyết. Trước kia trong quá trình đó, một số cán bộ phụ trách ban ngành chính phủ nhìn thấy trang phục gợi cảm này của Đinh Linh lộ ra vẻ thèm khát, có người cố kiềm chế, bối rối quay đầu đi. Giả sử đây là con dâu của Đinh Ngọc Chu thì mọi người phải ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nhưng Đinh Linh lại là con gái Đinh Ngọc Chu, vậy thì khác hẳn rồi. Rất nhiều vị cục trưởng chủ nhiệm tơ tưởng vẫn vơ, vì thế không cần biết Đinh Linh lên tiếng xin cái gì thứ cô ta muốn luôn có người đưa hai tay dâng lên nhưng ánh mắt của liễu tuấn hết sức tự nhiên không có chút sao động nào làm đinh linh bị tổn thương người này nhìn chằm chằm vào ngực mình lại cứ như nhìn vào ngực y chẳng mảy may động lòng thực quá hoang đường từng thiếu một chút sức sống đinh linh đành đứng thẳng dậy nói với chút rầu rĩ ha 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 tôi không để ý tới mấy cái đó lắm từng cô nói thế cũng có lý để tôi bảo đồng chí văn phòng kiếm một ít cây xanh qua cái thiện không khí văn phòng cũng tốt. Thế này nhé, lát nữa tôi bảo người tặng cho tỉnh trưởng hai cây thiết một lan, hai chậu vạn tuế tới. Đinh Linh Nhân cơ hội nói, cây cối trong văn phòng ba tôi cũng do tôi chọn đấy. Được, Liễu Tuấn cũng không chối từ, nhiều chuyện người khác để ý dè chừng thì y không cần quá bận tâm. Đinh Linh tặng mấy cái cây không vấn đề gì, Liễu Tuấn đem quan hệ của y và Đinh Linh định trong phạm vi chú cháu. Cô là con gái Đinh Bí Thư, tôi là công sự của đinh bí thư giữa chúng ta là quan hệ trưởng bối vãn bổi chỉ thế mà thôi đinh linh rất thông minh thấy liễu tuấn tỏ ra tự nhiên liền đều chỉnh sách lược của mình ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cặp đùi trắng khép chặt thuận tay đặt ví trên bụng ngồi thẳng người bầu vú không quá lộ liễu ra ngoài nữa đinh linh ăn mặc như thế này mà dám đi gặp đinh bí thư sao liễu tuấn nhìn đinh linh từ trên xuống dưới mỉm cười nói gò má trắng miệng của đinh linh ửng hồng trừng mắt nhìn y trách móc Công môi lên, tỉnh trưởng biết tôi không dám còn trêu tôi. Không phải sợ tỉnh trưởng chê tôi già sao? Nếu ngài không thích, lần sau tôi thay bộ khác là được, Liễu Tuấn chỉ cười không bình luận gì, hỏi lại, nói đi, hôm nay tìm tôi có việc gì, không có việc gì thì không được tìm ngài sao? Ngài đã tới nhà tôi hai lần thăm ba tôi, tôi đại biểu cho ba tôi tới thăm đáp lễ, hay là lần sau tôi tới nhà tỉnh trưởng nhé." Đinh Linh mặc dù ngồi rất đứng dáng, nhưng vẻ mặt vẫn làm bộ ngây thơ được, hoan nghênh, Liễu Tuấn cười nói, sao, có phải là nhìn chúng mảnh đất dưới chân tôi rồi, mảnh đất dưới chân là cơ quan chính quyền, Liễu Tuấn đề xuất kế hoạch di dời trụ sở làm việc đã được cuộc họp thường ủy thông qua, vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người phản đối, không ngờ được tán thành nhiệt liệt, tự hồ mọi người đều ghét cây ghét đắng, cái tòa nhờ 20 năm này, hận không thể chuyển ngay tới nhà mới, hiện giờ khu trụ sở chính quyền mới đang được khẩn trương xây dựng. Đây không phải là xây dựng một công trình kiến trúc thôi, mà nó liên quan tới quy hoạch cả khu vực lớn. Theo ý tưởng của Liễu Tuấn, toàn bộ văn phòng cơ quan chức năng của thành phố đều chuyển tới, thành khu làm việc lớn, cho nên quy hoạch thiết kế yêu cầu rất nghiêm ngặt, ít nhất phải thỏa mãn nhu cầu phát triển 20 tới 30 năm sau, không thể làm việc cẩu thả. Thế là một làn sóng tranh giành văn phòng chính quyền nổi lên trong công ty địa ốc. Vì khu văn phòng hiện giờ chiếm cứ giải hoàng kim, đoạn náo nhiệt nhất, nếu như mua được với giá hợp lý, sau này bất kể đem biến thành khu thương nghiệp hay khu văn phòng, đều kiếm lớn, cơ hội phát tài lớn như thế, tất nhiên là ai cũng thèm thùng tranh giành rồi. Thế là các công ty địa ốc trổ tài thân thông, bắt đầu chạy vậy khắp nơi để chiếm lấy mảnh đất này. Phương pháp của Đinh Linh là trực tiếp nhất, mò tới tận nơi, trước khi tới cô ta tự tin vào vốn liếng của mình đủ để hạ được liễu đẹp trai. Liễu Tuấn dù là liêm chính đến đâu cũng là thanh niên trẻ, đang tuổi khí huyết phương cương, làm sư khổ hạnh sao nổi. Trước đó với những cán bộ nhìn cô ta nhỏ nước miếng, Đinh Linh miệng cười hì hì nhưng lòng lại khinh bỉ, không biết nhìn lại mình xem, tướng Đinh Đại Tiểu Thư là gái nhà hàng hay sao? Có điều nếu như Liễu Tuấn có ý đó, Đinh Linh chẳng chút do dự, có một số nam nhân không đáng liếc mắt lấy một cái, có một số nam nhân đáng bỏ ra tất cả. Liễu Tuấn chính là loại nam nhân thứ hai đó, nhưng toan tính cả Đinh Tiểu Thư tự hồ hỏng rồi, chương 1406, đàm phán thành công. Hi hi, Đúng thế, tỉnh trưởng ném ra một miếng mỡ béo như thế, không thể trách mọi người đến giành được. Thấy Liễu Tuấn hỏi rất trực tiếp, Đinh Linh cũng chẳng che giấu gì, thừa nhận luôn việc này. Thường nghe nói Liễu Tuấn đi học rất ít khi nói lời thừa thải, có một nói một có hai nói hai, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Đinh Linh cho rằng Liễu Tuấn thẳng thắn là có đạo lý, có người thẳng thắn là thiếu mưu tính, nhưng Liễu Tuấn thẳng thắn là thể hiện của sự tự tin, trên quan trường một bộ phận thích cười ha hả nói mây nói gió, để biểu thị quan uy biểu thị thâm trầm, nhưng thường thường nói thể hiện một sự thiếu tự tin. Liễu Tuấn không cần trò quan cách đó, quyền uy của y, không phải dựa vào làm bộ làm tịch mà có. Một người vừa mới lên cấp phó sở đã dám đối đầu với phó bí thư tỉnh ủy, có cần phải dựa vào thủ đoạn vặt vảnh để lập nên quan uy của mình hay không? Có phải là mở béo không hiện giờ rất khó nói? Liễu Tuấn cười, đinh linh cả kinh, Liễu Tuấn nói rất bình thản nhưng cô ta không dám coi thường bất kỳ một lời nào của y. Liễu tỉnh trưởng, ngài dọa tôi. Tôi vì mảnh đất đó mà chuẩn bị không ít, giọng nói của Đinh Linh lộ vẻ sợ hãi. Liễu Tuấn mỉm cười, đã chuẩn bị những gì rồi, chuyện này. Hiện giờ tôi đang gom góp tài chính, có mấy mảnh đất cốt khác tôi phải nhịn đau mà bỏ, không phải ngài nói mua tòa nhà chính quyền phải trả bằng tiền mặt ngay sao. Câu này đúng là do liễu Tuấn nói, nếu như di chuyển trụ sở làm vị đã được quyết định, thì việc xử trí nơi làm việc cũ được đưa lên chương trình nghị sự, Liễu Tuấn yêu cầu các chuyên gia đánh giá tài sản, đồng thời nói phải trả bằng tiền mặt ở một trường hợp không chính quy lắm, người làm địa ốc đều không thiếu tiền, Liễu Tuấn không cần tiết kiệm cho họ, không ngờ lời này đã truyền đi ai nấy đều biết rồi. Ha ha, cũng không nhất thiết, việc xử trí trụ sở cũ sẽ dùng phương thức bán đấu giá công khai, tôi sẽ không xen vào, hơn nữa, một công trình lớn như thế, không phải một hai ngày là có thể di chuyển xong còn sớm lắm cô bắt đầu gom tiền nhỡ đến lúc đó không trúng được há chẳng phải là lãng phí rất nhiều cơ hội sao chẳng phải chỉ cần ngài chịu lên tiếng thì thích ai sẽ là của người đó ư đinh linh cười hì hì nói cô ta biết rất rõ ở chuyện thế này cha cô ta quyết không xen vào di chuyển trụ sở làm việc nhìn qua có vẻ như rất đơn giản rõ ràng thực tế có rất nhiều chuyện quanh co đinh ngọc chu sắp lùi về tuyến hai tuyệt đối sẽ không đi đụng vào củ khoai nóng này hơn nữa nếu đinh ngọc chu đích thân lên tiếng tranh thủ miếng đất này cho cô ta thì đinh linh biết đó là chuyện nằm mơ nói mộng chuyện liên quan tới nguyên tắc đinh ngọc chu sẽ không vì con cái tình thân mà nhượng bộ liễu tuấn nghiêm túc nói không đúng đinh linh tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi chuyện này đã có quyết định trên thường ủy đấu thầu công khai không cho phép ngầm thao tác chẳng lẽ cô muốn tôi đi đầu vi phạm lại quy định này đinh linh giật mình bàn tay nhỏ trắng trẻo xua lên liên tục không phải tôi không có ý đó nói tới đây đinh linh lại cong môi lên những cán bộ cao cấp các vị ai cũng cố chấp nguyên tắc giữ nguyên tắc là chuyện tốt mà đó cũng là điều ba cô yêu cầu chúng tôi được chỉ cần tất cả đều làm theo nguyên tắc thì không có vấn đề gì chúng tôi mỗi người bằng thực lực của mình chưa chắc đã thua điều này là đúng đấy có khí phách bà chủ lớn liễu tuấn cười y hiểu mỗi người mà đinh linh nói ở đây là ai y và cận hữu vi là bạn không phải chuyện bí mật gì cả lần này chính phủ di dời rất nhiều người cho rằng có hy vọng chiếm được miếng đất này không phải là địa ốc tinh vũ thì cũng là quảng hạ còn những công ty khác tuy bối cảnh lớn nhưng so ra quan hệ với liễu tuấn lại hơi xa một chút mặc dù cận tú thật đã lùi về tuyến hai đinh ngọc chu cũng sắp lui về so ra mà nói một số công ty địa ốc khác có bối cảnh vững hơn địa ốc tinh vũ và quảng hạ nhưng cái gọi là bối cảnh vững này hoàn toàn vô tác dụng trước mặt liễu tuấn đinh linh cũng biết chuyện lớn thế này không phải là một lần bái phỏng mà xong cho dù cô ta đem mình bán cho Liễu Tuấn thì chỉ sợ cũng không phải một lời là xong được. Hiện giờ xem ra lại càng khó hơn, Đinh Linh cũng không giận, tán gẫu với Liễu Tuấn một hồi rồi biết điều đứng dậy cáo từ. Con gái bí thư thành ủy ăn mặc gợi cảm nóng bỏng như vậy ở trong phòng thị trường quá lâu, khó tránh khỏi vì người ta xì xầm, Đinh Linh vẫn phải để ý tới thể diện của cha. Tới chiều Đinh Linh lại đích thân mang người đưa hai cây thiết một lan và hai cây vạn tuế đến, có điều lúc này Đinh Đại tiểu thư ăn mặc quy củ hơn nhiều, quần áo dài che kín lấy đường cong trên cơ thể, lần này Đinh Linh nhìn thấy chút tán thưởng trong mắt Liễu Tuấn, té ra Liễu tỉnh trưởng thích cô gái kín đáo một chút à, Đinh Linh lại bắt đầu toan tính, chấm 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 chấm. Thời hạn nửa tháng và Liễu Tuấn đưa ra thoáng một cái đã hết, đàm phán với công ty thông dụng lại lần nữa bắt đầu, theo yêu cầu của Liễu Tuấn, cơ ty thông dụng chuẩn bị một kế hoạch lập dây chuyền sản xuất động cơ chi tiết, tới mấy chục tờ bằng hai thứ tiếng trung anh để cẩn thận liễu tuấn lại cho các chuyên gia so sánh tỉ mỉ liễu túi dù giỏi tiếng anh nhưng đó là ngôn ngữ thường ngày thôi còn thuật ngữ chuyên ngành thì phải cẩn thận hơn sơ xuất một chút là sai một ly đi ngàn dặm liễu tỉnh trưởng vi ti trưởng chủ tịch triệu công ty chúng tôi đồng ý lập dây chuyền sản xuất động cơ ở quý quốc đây là kế hoạch làm ra theo yêu cầu của quý vị không biết bên phía các vị còn có yêu cầu gì nữa không le -man khôi phục lại khí độ lịch thiệp vốn có Miễn cười nói, cờ đã ra quyết định, trong lòng Le Mans tất nhiên trở nên nhẹ nhõm, chuyện còn lại chỉ còn là mặt cả tranh thủ lợi ích kinh tế lớn nhất mà thôi. Mỗi thành viên đàm phán bên Ngọc Lan đều đọc nhiều lần, rồi do chuyên gia luật pháp và chuyên gia kỹ thuật, tài vụ hai lần mở cuộc họp nghiên cứu đối sách tỉ mỉ, yêu cầu của Liễu Tuấn rất đơn giản, mau chóng lắp đặt dây chuyền sản xuất, hiện giờ cờ ti thông dụng đã nhượng bộ vấn đề này. Vậy ở phương diện khác phải nhượng bộ với hộ, tranh thủ sớm ngày thực thi, quá so đo e rằng đêm dài lắm mộng triệu ngạn và vi làm đều rất tán đồng nguyên tắc này nhưng ở phương diện chi tiết vẫn có ý kiến bất đồng vì cờ ti thông dụng đòi hỏi quá tham lam cờ ti thông dụng hợp tác với rất nhiều quốc gia trên thế giới nhưng trừ ở quốc gia âu mỹ lắp đặt dây chuyền sản xuất động cơ ra thì đây là lần đầu tiên cờ ti thông dụng bị uy hiếp đành nhường nhịn khiến cờ ti từ trên xuống dưới đều phẫn nộ vì thế đòi hỏi nhiều một chút là trong tình lý bản kế hoạch này theo chuyên gia đánh giá thì về mặt kỹ thuật không cần nghi ngờ, khi được thực thi, có thể nhanh chóng hấp thu kỹ thuật tiên tiến, lập nên cơ sở chắc chắn cho ngành công nghiệp chế tạo xe trong nước. Chuyên gia tài vụ hạch toán nhiều lần, nhận định cờ ti thông dụng báo giá quá cao, phải gấp đôi dây chuyền sản xuất động cơ bình thường. Về phần tiền công của các nhân viên kỹ thuật bên Mỹ cũng được định quá cao, cao hơn cả tiền lương ở bên Mỹ. Cờ ti thông dung yêu cầu rõ ràng đãi ngộ thêm của nhân viên kỹ thuật này phải do các cố đông khác gánh vác cờ thông dụng không chịu khoản chi phí này. Ngoài ra cờ ti thông dụng đưa ra lời cảnh cáo, xét thực tế trình độ kỹ thuật trong nước không cao, tồn tại trên lệch nhân định với dây chuyền sản xuất ở Mỹ, chất lượng sản phẩm không thể so sánh được, có khả năng vì thế ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ của xe hơi trường phong. Nếu như xảy ra tình huống này các bên liên doanh khác phải bồi thường cho cờ ti thông dụng, tôi vốn không phải chịu tổn thất này, các người kiên trì làm như thế, giờ muốn tiền muốn cả kỹ thuật thì đừng có hòng. Tính chung sau khi lập đặt dây chuyền này, trong vòng 3 năm cờ ti trường phong sẽ không có lợi nhuận gì vì phí lắp đặt rất lớn. Vi Lam và Triệu Ngạn cho rằng giá này quá cao. Bất ngờ là Sơn Điền Thứ Lan lên tiếng cờ ti Sơn Điền sẽ gánh vác một phần, làm Vi Lam và Triệu Ngạn vui mừng. Vố cờ ti Sơn Điền không cần làm như vậy. Dây chuyền sản xuất lập ở cờ ti trường phong không có lợi gì cho họ. Sơn Điền Thứ Lan trượng nghĩa như thế làm người ta không ngờ. Có lời khẳng khái của Sơn Điền Thứ Lan, đàm phán thuận lợi hơn nhiều qua mấy vòng đàm phán gian nhang, ba bên cuối cùng đạt thành nhất trí, yêu cầu cử ti thông dụng lập tức lắp đặt dây truyền sản xuất. Liễu Tuấn đưa ra yêu cầu nửa năm sau dây chuyền này phải đi vào sản xuất, Lê Mang đại biểu cho cơ ti thông dụng trả lời khẳng định. Cuộc đàm phán được bao người chú ý này cuối cùng đạt thành nhất trí kết thúc vào cuối tháng 8, kết quả làm người ta khá hài lòng. Trong ngày hợp đồng được ký, có giới truyền thông đưa tin đây là một thắng lợi mang tính thời đại, chương 1407 bí thư chính pháp ủy tự sát. Liễu tỉnh trưởng, làm một chén, thôi phúc thành nâng chén rượu lên mời Liễu Tuấn. Trong một gian phòng bố trí trang nhã ở một trà lâu không có gì đáng chú ý, gần đây trà lâu ở Ngọc Lan có xu thế tràn lan, mọc lên như nấm sau mưa. Trong đó có vài trà lâu quy mô không lớn, nhưng cấp bậc rất cao, không hề kém các khách sạn sang trọng, trang thiết bị bên trong vô cùng cao cấp, vì không cần chi phí thuê phòng ốc quản lý quá lớn, so ra chi phí ở trả lâu ít nhất ở các khách sạn lớn, vì thế một số trà lâu làm ăn tốt bất ngờ, ngày nào cũng đầy khách, thiên hương trà lâu chính là một trong số những nơi kinh doanh rất tốt đó. Có điều liệu Tuấn biết những trà lâu này làm ăn tốt không phải vì trang thiết bị xa hoa, không phải vì phục vụ chu đáo, hay nhà bếp giỏi, nguyên nhân là chủ đằng sau trà lâu này rất có quyền thế, nhiều người nắm quyền bính trên quan trường còn phải cầu tới bọn họ. Ví như bà chủ của Thiên Hương Trà Lâu nghe nói có quan hệ mật thiết với Thôi Phúc Thành gần đây thôi phúc thành thường mời liễu tuấn tới thiên hương trà lâu ăn uống đương nhiên cũng có lúc thưởng trà cái đó phải xem hứng thú hai vị tỉnh trưởng liễu tuấn chưa từng quan tâm tới tin đồn về thôi phúc thành và bà chủ trà lâu này đó là chuyện quá nhàm trên quan trường thôi phúc thành có một hai hồng nhan tri kỷ cũng chẳng có gì lạ tóm lại thiên hương trà lâu có rất nhiều khách tới vì thể diện của thôi phó tỉnh trưởng có điều rất ít người có thể ngồi uống trà với hắn hôm nay gặp mặt thôi phúc thành kiến nghị uống rượu Liễu Tuấn cũng không có ý kiến, dù sao hai người bọn họ uống nhiều ít đều tùy ý. Liễu Tuấn chạm cốc với Thôi Phúc Thành, chỉ nhấp một cái rồi đưa đũa gấp một miếng thịt bò cho vào miệng. Đầu bếp của nơi này không tệ, làm được món ăn tỉnh N rất ngon. Đó là nguyên nhân Thôi Phúc Thành hay mời Liễu Tuấn qua đây. Liễu tỉnh trưởng, đồng uy của thành phố Tống Đô chết rồi. Thôi Phúc Thành uống cạn chén mao đài, lắc đầu thở dài. Đôi đũa đưa đưa ra gấp thức ăn của Liễu Tuấn khựng lại, ngạc nhiên nói, xảy ra chuyện gì? 11 giờ sáng ngày hôm nay chết, buổi chiều mở cuộc họp thường ủy thông báo chuyện này, căn cứ vào điều tra sơ bộ của cơ quan công an xác định là tự sát, Thôi Phúc Thành trầm giọng nói, Liễu Tuấn cao mày, Tống Đô là một thành phố khoáng sản ở phía bắc tỉnh A, sản xuất than nổi tiếng, đồng uy là bí thư chính pháp uy kim cục trưởng cục công an của Tống Đô, tuổi rất trẻ mới trên 30, từng là lãnh đạo chủ yếu trẻ nhất của Tống Đô, một dạo có lời đồng làm phó sở trưởng sở công an không ngờ hai tháng trước bị người ta tố cáo có hiềm nghi tham ô hối lộ lớn quyết định lập án điều tra kỷ ủy tỉnh phái một vị phó bị thư dẫn tổ chuyên án tới tống đô qua điều tra xác nhận đồng uy đúng là có vấn đề như trong tố cáo xin đoạn định viễn quyết định song quy đồng uy theo như liễu tuấn biết quyết định song quy này được đưa ra vào vài ngày trước không ngờ vài ngày sau đồng uy lại chết nếu tự sát có lẽ là do sợ tội một vị cán bộ phó sở tiền đồ vộ hạng đã kết thúc cuộc đời như thế Chuyện này lại xảy ra trước khi đại hội đảng toàn tỉnh diễn ra, ảnh hưởng rất xấu. Đồng uy rốt cuộc có vấn đề gì? Liễu Tuấn cao mày hỏi, Thôi Phúc Thành cũng cao mày lại, đáp, tình hình cụ thể tôi không được rõ lắm. Căn cứ vào nội dung thông báo của cuộc họp hôm nay thì đồng uy có vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện giờ đã tra ra gần 2 triệu tài sản không rõ, đó chỉ là tiền mặt, ngoài ra còn có hai căn nhà. Trừ vấn đề kinh tế ra, đồng uy còn có hiểm nghi là ô dù bảo vệ cho thế lực xã hội đen mấy thế lực xấu ở khu mỏ của tống đô mấy năm qua rất ngông cuồng thường xuyên dùng súng đánh nhau bị thương rất nhiều người vô tội mãi không xử lý được có liên quan lớn tới việc đồng uy dung túng bao che ngoài ra còn có vấn đề tác phong liên quan tới mấy người phụ nữ liền theo thôi phúc thành nói thì đây là điển hình quan viên tha hóa riêng mỗi mình đồng uy có vấn đề sao các lãnh đạo thành phố khác không có liên quan gì à hiện giờ còn chưa rõ hình như nghe nói có liên quan tới mã tử hàm thôi phúc thành biết liễu tuấn quan tâm tới ai hắn cũng quan tâm tới người đó mã tử hàm là thư ký tiền nhiệm của hà duyên an hiện là phó thị trưởng thường trực của tống đô đồng uy xảy ra chuyện thôi phúc thành lập tức nghĩ ngay tới mã tử hàm gọi điện tới hỏi thăm mã tử hàm khi ấy đảm bảo mình không có liên quan gì tới đồng uy thôi phúc thành hơi yên tâm hà duyên an có ơn tri ngộ với hắn hơn nữa sắp tuyển cử đổi khóa rồi thôi phúc thành đang nỗ lực mưu cầu tiến bộ không có Hà Duyên An và hệ phái đằng sau ủng hộ, Thôi Phúc Thành khỏi nghĩ tới tiến bộ. Hà Duyên An tổng cộng dùng hai thư ký ở tỉnh A, một là Mã Tử Hàm, sau là Lăng Nhã. Thôi Phúc Thành đoán Lăng Nhã có quan hệ mật thiết với Liễu Tuấn, hơn nữa tự hồ rất đạm bạc danh lợi, được lòng người nên có rất ít người nhắm vào cô, nên Thôi Phúc Thành không lo, giả sử có người gây chuyện với Lăng Nhã, chỉ sợ không cần hắn ra tay, Liễu Nha nội sớm đã xử lý đối phương rồi ai dám ngu xuẩn chọc vào nữ nhân của Liễu Tuấn, chẳng phải tìm cái chết sao, cho nên phân lượng của Mã Tử Hàm trong lòng Thôi Phúc Thành trở nên hết sức quan trọng, nếu Mã Tử Hàm xảy ra chuyện hoặc bị liên lụy, Thôi Phúc Thành không biết phải ăn nói ra sao với Hà Duyên An, quan trọng nhất là nếu Mã Tử Hàm bị liên lụy rất có khả năng cầu viện Hà Duyên An, chẳng may Hà Duyên An niệm tình cũ nhấn tay vào, thế cục tỉnh A vốn phức tạp sẽ càng thêm khó lường, lúc này phải ổn định thì tốt hơn. Chuyện này sợ không đơn giản đâu. Liễu Tuấn nói, phải, bí thư quân đình rất đau đầu, thôi Phúc Thành gật gù, rất tán đồng. Hoa quân đình là bí thư chỉnh pháp ủy tỉnh A, lý lịch công tác chủ yếu cũng ở hệ thống chính pháp, nhưng điều này không có nghĩa là trong các chư hầu của tỉnh A không có thân tính của hoa quân đình. Làm tới phó bí thư tỉnh ủy bất kể ở công tác gì, ít nhiều có vài thân tin ở địa phương, ví dụ Đinh Ngọc Chu chủ yếu công tác ở Ngọc Lan, nhưng ở các thành phố khác cũng có vài cán bộ phụ trách chủ yếu là môn hạ của Đinh Ngọc Chu. Sức ảnh hưởng của Hoa Quân Đình tại Tống Đô khá sâu, ngay đồng uy là do một tay ông ta đề bạc lên, vốn định nâng đỡ hắn lên làm Phó Sở trưởng Thường vụ Sở Công an vào khóa sau, kiếm thêm kinh nghiệm vài năm rồi làm Sở trưởng. Trừ đồng uy ra thị trưởng Tống Đô cũng có quan hệ lớn với Hao Quân Đình. Hiện giờ đồng uy xảy ra chuyện, thể diện của Hoa Quân Đình bị tổn hại, giả sử như thị trưởng Tống Đô cũng bị cuốn vào Hoa Quân Đình khó thoát khỏi chỉ trích không biết nhìn người. Hoa Quân Đình đảm nhận phó bí thư tỉnh ủy vào 4 năm trước, căn cứ vào thông lệ bố trí cán bộ. Sau lần đổi khóa này Hoa Quân Đình khẳng định sẽ bị điều đi, vì tiến bộ trong tỉnh là rất khó khăn. Hoa Quân Đình cũng hùng tâm bừng bừng, hy vọng đi lên vị trí cao hơn trong chặng cuối cùng của sĩ đồ. Có điều vì lý lịch nhậm chức và nguyên nhân ở các phương diện khác, ông ta muốn tiến lên bước này là rất khó trên quan trường khoảng cách phó bộ và chính bộ là một hố ngăn cách cực lớn còn muốn làm chư hầu một phương là khó khăn lớn nhất luận riêng về cấp bậc số cán bộ cấp chính bộ không ít hưởng thủ đải ngộ cấp chính bộ càng nhiều nhưng trong đó không nghi ngờ gì quyền uy của những chư hầu một phương như bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng là cao nhất được cao tầng coi trọng nhất tầm quan trọng của chức vị này chỉ có thủ trưởng một số ban ngành quan trọng nhất trong quốc vụ viên hoặc bộ ủy ban quốc gia là có thể sánh ngang được chỉ riêng nhìn vào thành phần ủy viên trung ương là rõ, chắc chắn phải có phần bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng, đương nhiên quan trường không tồn tại cái gì hoàn toàn không thể, trong nước không phải không có bí thư chính pháp ủy lên làm chư hầu một phương, nếu thao tác thích đáng, được hệ phái lớn ủng hộ rất có hy vọng, lùi lại một bước được tiến lên chính bộ có thực quyền không tệ, thực quyền chính bộ có thể nói là đứng ở đỉnh cao quyền lực rồi, căn cứ vào điều liệu Tuấn biết được, Hoa quân đình thời gian qua vận hành không tệ, có hy vọng đạt thành mục tiêu của mình, không ngờ lúc này xảy ra chuyện, đúng là làm người ta trở tay không kịp. Cái chết của đồng uy ác làm quan trường tỉnh A vốn bất an càng tăng thêm biến số, là đồng minh của Hoa Quân Đình, Liễu Tuấn tất nhiên không muốn thấy chuyện này xảy ra, nhưng xảy ra rồi chỉ đành tìm cách ứng phó thôi, chương 1408, đánh giá về nghiêm ngọc thành. Liễu Tuấn dần giãn mày ra, vừa gấp thức ăn vừa nói, lần trước thôi tỉnh trưởng tiếng kinh ngập gì hà, vì ấy nói sao chuyện đồng uy tạm để đó liễu tuấn quay sang quan tâm tới thôi phúc thành từ phương hướng chung mà nói cận tú thật đinh ngọc chu hoa quân đình thôi phúc thành hiện giờ là đồng minh của liễu tuấn nhưng thực sự có giao tình sâu sắc với liễu tuấn chỉ có thôi phúc thành giữa liễu tuấn và hoa quân đình không có qua lại mấy nhưng lại có quan hệ khá mật thiết với hoa viễn hàn hoa viễn hàn đã kiên định đi theo liễu tuấn so ra liễu tuấn và hoa viễn hàn là cùng bối phận chỉ cần hoa viễn hàng không phạm sai lầm lớn có thể theo liễu tuấn cả đời đôi mày vừa giãn ra của thôi phúc thành lại nhíu vào tự hồ không biết phải mở miệng thế nào liễu tuấn cười sao thế có chuyện không vừa ý ư y và thôi phúc thành có thể nói thoải mái đương nhiên tạm thời không liên quan tới chuyện riêng tư như khâu tình xuyên đã gặp qua ba vị hồng nhan tri kỷ của y còn thôi phúc thành hiện giờ chỉ đoán liễu tuấn và lăng nhã có quan hệ đó là sự khác biệt dù sao tuổi tắt hai bên quá chênh lệch Thôi Phúc Thành cười khổ, không biết phải nói thế nào, đoán chừng phải đi tỉnh khác, có khó khăn nhất định. Ý của Hà Bộ trưởng là muốn nghĩ cách ở Bộ Ủy ban Quốc gia, có khả năng giải quyết đại ngộ cấp chính bộ, Liễu Tuấn xem như hiểu rõ lời khó nói của Thôi Phúc Thành. Bản ý của Thôi Phúc Thành là muốn tranh thủ trở thành tỉnh trưởng, ý nghĩ làm bí thư tỉnh ủy Thôi Phúc Thành không có, tối đa chỉ nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra ngoài. Bí thư tỉnh ủy là chư hầu một phương thực sự, trừ tranh đấu cự đầu ra, thì được cao tầng chú ý nhất chính là nhân tuyển bí thư tỉnh ủy. Thôi Phúc Thành bất kể là lý lịch nhậm chức hay bối cảnh đều cách vị trí này rất xa, nhưng với tuổi tác của hắn, nếu như lên làm tỉnh trưởng, khóa sau làm bí thư tỉnh ủy thì không phải không có khả năng nữa. Có điều theo như hắn nói hiện nay thì tạm thời còn chưa được thành nhân tuyển hệ phái coi trọng. Nếu như không thể thành tỉnh trưởng, vậy thì mưu cầu một vị trí chính chức thành bộ trưởng tương đối quan trọng thì cơ bản ý nghĩa cũng ngang với tỉnh trưởng gần đây không thiếu tiền lệ bộ trưởng làm bí thư tỉnh ủy, nhưng theo ý Thôi Phúc Thành thì ngay cả chính chức ở Bộ Ủy ban Quốc gia cũng khó, đây là điều chênh lệch với dự tưởng của Thôi Phúc Thành. Nếu như làm phó cấp bộ sau đó mới chuyển sang cấp chính bộ thực quyền, thì cơ hội làm bí thư tỉnh ủy gần như bằng không rồi. Đề tài mẫn cảm như vậy Liễu Tuấn không tiện tỏ thái độ, hiện giờ hai người cha của Y đều đa nát ở đầu sóng ngọn gió hệ phái và bản thân Liễu Tuấn có nhiệm vụ lớn nhất là đưa hai người cha của Y Thuận Lợi tiến lên. Cơ bản nghiêm ngọc thành thay thế hình chính dù đã trở thành định cục, đây là trận địa truyền thống quan trọng nhất của hệ phái, từ thời động lão cho tới giờ luôn nắm chắc trong tay, phó chủ tịch Lý Trì Quốc lên nắm đại quyền, không thể để mất hệ thống kỹ ủy. Nghiêm Ngọc Thành trước đó làm việc ở bên chính pháp ủy, tính chất công việc là rất gần, chuyển sang làm kỷ luật đảng vô cùng thích hợp, các hệ phái khác tự biết khó xen vào, cũng không giành vị trí này, tranh đấu vị trí này kỳ thực tới từ bên trong mà không phải bên ngoài, phái mới và phái bảo thủ tranh đoạt với nhau, nếu như Nghiêm Ngọc Thành thuận lợi tiến bộ, có nghĩa là hình thành đại cục thống nhất, phái mới chìm hết địa vị lãnh đạo, 3 năm trước đấu tranh trong hệ phái đã được triển khai, phái bảo thủ đưa ra một vị bí thư tỉnh ủy làm đối thủ cạnh tranh với Nghiêm Ngọc Thành, người đó nổi danh mạnh mẽ, thủ đoạn quyền mưu đều hạng nhất, được ủng hộ rất lớn có điều hai năm qua nghiêm ngọc thành phá một loạt các vụ án lớn thể hiện được năng lực của mình còn tận dụng vụ án thuận lợi hoàn thành chỉnh đốn nội bộ chính pháp ủy hiện giờ chưa nói hệ thống chính pháp ủy đã liền thành một khối ít nhất không ai hoài nghi năng lực kiểm soát của nghiêm ngọc thành hơn nữa khi nghiêm ngọc thành đảm nhận người phát ngôn của hệ phái biểu hiện ra năng lực điều hòa xuất sắc nỗ lực hóa giải mâu thuẫn giữa phái mới và phái bảo thủ dần liên hợp hai phái làm một được các nguyên lão hệ phái nhất trí đánh giá cao một vị nguyên lão biểu dương lòng dạ rộng lớn mắt nhìn toàn cục ví như liễu tuấn năm ngoái về tỉnh a nghiêm ngọc thành không chút khách khí đòi một vị trí chức cấp bộ đang cạnh tranh quyết liệt làm một nhân vật mới nổi của phái bảo thủ được tiến bộ thành công điểm này càng được mọi người tán đồng đưa con rể tới tỉnh a nguy cơ bốn bề đổi lấy tiến bộ người khác phái không phải người mang đại cục trong lòng không làm được đương nhiên năng lực và cách cục bản thân nghiêm ngọc thành hài hòa với phó chủ tịch lý trì quốc là điều quan trọng nhất Tiêu điểm thật sự hiện giờ tập trung tranh giành nội các, vì thế hiện giờ Liễu Tuấn không tiện an ủi thôi Phúc Thành, dù quan hệ có tốt, cũng chỉ là đồng minh chính trị ở tỉnh, nhìn tầm toàn cục, hai người thuộc hệ phái khác nhau, tới cấp chính bộ Liễu Tuấn tuyệt nhiên không thể tùy ý xen vào, nếu không phạm kỵ ủy lớn, lần trước giúp Khâu Tình Xuyên đổi vị trí là vì cấp bậc không thay đổi, hơn nữa địa vị Khâu Tình Xuyên hơn xa thôi Phúc Thành. Liễu Tuấn giúp sức qua nữa là dựa vào tình nghĩa cá nhân giữa Liễu Tấn Tài và Tiễn Kiến Quân, không quá phạm kỵ húy. Thôi Phúc Thành cũng biết Liễu Tuấn không tiện tỏ thái độ ở việc này, liền cười nói, không sao đâu, bổ nhiệm cán bộ luôn không phải là mình muốn đi đâu thì tới đó được, tôi phục tùng an bài tổ chức. Nhớ lại trước kia, khi ở Đại học Nông nghiệp, Thôi Phúc Thanh này chỉ là một đội trưởng đội đột kích, chống chọi mùa đông rét muốt, sửa đập nước hai năm mới được đề bạc làm cán sự xã. Nào có nghĩ một ngày làm được phó tỉnh trưởng, Liễu Tuấn cười, Thôi Phúc Thành nói thế so với Khâu Tình Xuyên còn kém một chút, y và Khâu Tình Xuyên chưa bao giờ có những lời khẩu thị tâm phi như thế, đây là điều bình thường, bạn bè tri âm, luôn chỉ gặp không thể cầu, Thôi tỉnh trưởng, nếu như tới bộ ủy ban quốc gia chưa chắc không phải là khởi điểm tốt, Thôi Phúc Thành mỉm cười gật đầu, hôm nay hắn mời Liễu Tuấn tới uống rượu, trừ thông báo chuyện đồng uy, kỳ thực là thăm dò ý tứ của Liễu Tuấn. Nếu như tới bộ ủy ban quốc gia, thì thái độ của Liễu Tuấn là quan trọng nhất. Liễu Tấn Tài rất có khả năng lên nắm nội các, thôi Phúc Thành sẽ là cấp dưới trực tiếp của ông. Chỉ cần Liễu Tuấn vẫn ủng hộ hắn như trước kia, thì đúng như lời vừa rồi, chắc gì đã không phải là khởi điểm tốt. Quốc vụ viện có nhiều bộ ủy ban quan trọng, phó chức cũng có phân lượng cực lớn, đưa ra ngoài cũng là chư hầu một phương rồi. Chọn phe tất nhiên quan trọng, kết đúng bạn càng quan trọng hơn chính đang nói chuyện thì ngoài phòng trà có tiếng gõ cửa, mời vào, Thôi Phúc Thành nói lớn, cánh cửa gỗ đẩy ra, hương thơm ngào ngạt theo gió bay tới, một cô gái mặc váy lụa đen trên 30, cười duyên dáng đi vào, không người chào Liễu Tuấn, xin chào Liễu tỉnh trưởng, tôi là Trần Kiếp, là người phụ trách thiên hương trà lâu. Luôn được nghe Thôi tỉnh trưởng nhắc tới ngài, hôm nay cuối cùng được gặp mặt, thật sự rất vinh hạnh, cô gái này trông không đặc biệt xinh đẹp, nhưng mặt mũi đoan chính, rất ưa nhìn. Da trắng, cực kỳ gợi cảm, mang khí chất của người phụ nữ cổ điển, Liễu Tuấn mỉm cười đưa tay ra, giám đốc Trần rất vui được gặp, hẳn đây là bà chủ có quan hệ mật thiết với Thôi Phúc Thành, Trần Khiếp đã nói rõ luôn được nghe Thôi tỉnh trưởng nhắc tới ngài, quan hệ bình thường Thôi Phúc Thành liệu có thường nhắc tới y không? Trần Khiếp cười tươi như hoa đưa bàn tay nhỏ nhắn ra khẽ bắt tay Liễu Tuấn, rồi khẽ vén vai lên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thôi Phúc Thành. Chắc chắn Thôi Phúc Thành bảo cô ta làm thế để biểu bạch mình không có lòng dạ khác liễu tỉnh trưởng tôi nghe dành ngài đã lâu trước kia chỉ nghe nói ngài là tỉnh trưởng trẻ nhất tỉnh ta hôm nay được gặp mới biết gặp mặt hơn nghe danh có thể nói là điển hình tuổi trẻ tài cao rồi trần khiết mồm miệng lanh lợi nói chuyện rất văn nhã khác với người làm ăn bình thường hẳn là được giáo dục cao cấp nếu không cũng không chọn kinh doanh trà lâu liễu tuấn xua tay giám đốc trần tôi và thôi tỉnh trưởng làm bạn nhiều năm nhưng lời khách khí không cần nói nhiều trần khiết khẽ gật đầu lấy một bộ bát chén ra, đứng dậy rót rượu cho Liễu Tuấn và Thôi Phúc Thành, sau đó rót cho mình một chén nói: "Liễu tỉnh trưởng, ngài thường xuyên tới Thiên Hương trà lâu là vinh hạnh của tôi, tôi kính ngài một chén." Liễu Tuấn nâng chén mỉm cười: "Mọi người là bạn bè cả, không cần câu nệ nhiều, nào thôi tỉnh trưởng cùng cạn chén." Thôi Phúc Thành khẽ gật đầu, mọi người cùng uống cạn. Chương 1409: Chặn xe kêu oan. Đồng uy tự sát, vụ án tống đô làm quan trường tỉnh a chấn động đại hội đảng sắp diễn ra tới nơi lại xảy ra chuyện xấu như thế, thực sự ảnh hưởng quá tồi tệ. Tống đô từ bí thư tới thị trưởng và cán bộ chính pháp đều như chim sợ cành công, hoảng loạn bất an. Sáng ngày hôm sau từ thiên hương trà lâu về, Liễu Tuấn vừa tới văn phòng điện thoại của Đinh Ngọc Chu đã gọi tới, mời y qua. Liễu Tuấn biết Đinh Ngọc Chu muốn thông báo với y tình hình vụ án đồng uy. Chiều ngày hôm qua họp thường ủy tỉnh, từ lúc họp xong tới giờ Đinh Ngọc Chu chưa nói với Liễu Tuấn, hiện giờ phải thông báo ngay việc không xuất phát từ quan hệ bí thư và thị trưởng, mà xuất phát từ quan hệ đồng minh của hai người. Liễu Tuấn tạm thời chưa có tư cách tham dự thưởng ủy tỉnh, Đinh Ngọc Chu có nghĩa vụ chung hưởng tài nguyên với y, cho dù ông ta biết tối qua Liễu Tuấn đã biết tin, người khác không nói, nhưng Thôi Phúc Thành chắc chắn phải nói, có điều Thôi Phúc Thành là Thôi Phúc Thành, ông ta là ông ta, Đinh Ngọc Chu có quy tắc làm việc của mình, dù có là đồng minh cũng phải phân biệt thân phận thể thống khi đi làm mới thông báo cho Liễu Tuấn mới là cách làm bình thường. Tỉnh trưởng, đồng y bí thư chính pháp ủy Tống Đô sáng hôm qua đã tự sát mất mạng rồi. Liễu Tuấn vừa ngồi xuống, Đinh Ngọc Chu đã nói thẳng, cơ bản không khác gì lời thôi phúc thành hôm qua. Có điều lời tiếp theo là tình huống mới. Đồng chí Quân Đình trên cuộc họp bí thư đã tự phê bình, nhận mình không chỉ bảo đồng y tới nơi tới chốn. Sau khi đề bạc hắn lên vị trí quan trọng, bị thành phần bất lương ngoài xã hội làm sa đọa. Đồng chí đoạn định viễn cũng tự phê bình, kỷ ủy tình khi ra án không giám sát tròn trách nhiệm, nhân viên công tác sơ xuất mới có cơ hội cho đồng uy tự sát. Đây là sai lầm của kỹ ủy tỉnh, cách xưng hô đồng chí quân đình và đồng chí đoạn định viễn cho thấy rõ thân sơ khác nhau của Đinh Ngọc Chu, Liễu Tuấn Cao Mày. Vấn đề nghiêm trọng như thế khẳng định là họp ban bí thư trước, họp thường ủy là làm cho đúng phép, vì phạm vi khác nhau, chủ đề thảo luận cũng khác. Vụ án này cuốn luôn cả hai phó bí thư tỉnh ủy vào, mặc dù đóng cửa tự phê bình cũng là chuyện hết sức nghiêm túc có thể thấy quan hệ giữa hoa quân đình và đồng uy còn thân mật hơn cả tưởng tượng còn đoạn định viễn vì nhân viết sơ xuất mà tự phê bình chỉ là cho có ảnh hưởng không lớn dù sao đồng uy chỉ bị song quy chưa vào trình tự tư pháp canh giữ không nghiêm ngặt như cơ quan công an toàn quốc cũng có chuyện đối tượng song quy tự sát hoặc bỏ chạy đồng uy tự sát thật sao liễu tuấn đột nhiên hỏi một câu đinh ngọc chu cả kinh nhìn y Sao Liễu Tuấn hoài nghi cái chết của Đồng Uy là không bình thường, đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không phải tự sát, bất kỳ ai cũng suy ra kết luận giết người bịt miệng, như thế tính chất sự việc hoàn toàn biến đổi rồi, Tống đô chắc chắn sẽ có một trận động đất quan trường, còn cao tầng tỉnh a cũng sẽ bị cuốn vào không được yên. Vì thế từ ổn định đại cục, phán định Đồng Uy tự sát có được câu trả lời ổn thỏa cho mọi phương diện, đương nhiên Liễu Tuấn cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi hiện giờ không có bất kỳ chứng cứ gì chứng tỏ đồng uy bị giết đinh ngọc chu thu hồi ánh mắt lại im lặng hút thuốc liễu tuấn mỉm cười không nói thời khắc mẫn cảm thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện nhất là liên quan tới hoa quân đình hai người bỏ qua vấn đề tống đô trao đổi chuyện khác liễu tuấn lễ độ đứng dậy cáo từ đinh ngọc chu cũng không giữ lại liễu tuấn không ngờ chuyện này mau chóng liên quan tới y ngày thứ tư sau khi đồng uy tự sát liễu tuấn đi làm như bình thường sai kha khải phàm cùng tới khu hoa lâm xem xét cuối năm ngoái sau khi ký hiệp nghị hợp tác với tập đoàn đông phương hiện giờ đã bắt đầu kiến thiết công ty rạng đông kỳ hiểu bình rất hợp tác cả quyền đặt tên cũng nhường cho liễu tuấn vì có một số quyền sở hữu và khoản nợ phải thông suốt tiến độ công trình có hơi chậm so dự tính dự kiến cuối năm nay chính thức đi vào sản xuất nhưng đến giờ vẫn đang lắp đặt các trang thiết bị sản xuất liễu tuấn rất coi trọng công trình này thường xuyên thị sát đốc thúc tiến độ bao gồm cả hạng mục khác, khu hoa lâm đã được dựng lên, Liễu Tuấn phải cho nó vận hành tốt, thực sự thành động cơ kinh tế mới của Ngọc Lan. Hiện giờ trong khu hoa lâm đã có mấy xí nghiệp công nghiệp nặng đang tiến hành thi công, xe đi tới cửa, bảo vệ vội vàng ấn nút điện mở cửa ra đứng nghiêm kính lễ, xe số 2 chậm chậm ra khỏi cổng, đó là yêu cầu của Liễu Tuấn, khi bảo vệ đứng chào, phải giảm tốc độ lại biểu thị sự tôn trọng, xe vừa đi qua cổng, tiếp chương dịch chuẩn bị tăng tốt, đột nhiên phanh gấp, tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe đứng phát lại, Liễu Tuấn ngồi phía sau cả kinh, tiếp chương dịch mặt tái nhợt, thở hồng hộc, chuyện gì thế, Liễu Tuấn không vui hỏi, tỉnh trưởng, có người chặn xe cáo trạng, Kha Khải Phạm Trấn tỉnh lại báo cáo, Liễu Tuấn nhìn tới, thấy một chữ quan cực lớn màu đỏ, trông giống như máu tươi, khiến người ta nhìn mà giật mình, nhìn xuống dưới tấm bảng thấy một cô gái áo trắng quỳ trước mũi xe, tay giơ cao tấm bảng này. Thì ra cô gái này đột nhiên từ bên đường xông ra, Tiếp chương dịch không kịp đề phòng, may mà xe đi không nhanh, nếu không đâm phải người rồi. Chuyện chặn xe kêu an thường xuyên xảy ra trong kịch, nhưng hiện thực cuộc sống thì khá hiếm thấy. Nhất là chặn xe kêu an ngay cửa thành ủy càng hiếm, thường thì nếu có người mang ý đồ này, bảo vệ sớm đã ra mặt can thiệp rồi, người kêu an luôn có chút biểu hiện khác thường, nhưng lần này không biết mắt xích nào sơ xuất, để có người chặn xe Liễu Tuấn, Liễu Tuấn trầm mặt xuống, mở cửa đi tới trước mặt cô gái áo trắng hỏi. Cô có chuyện gì? Tôi muốn gặp Liễu tỉnh trưởng." Cô gái áo trắng ngẩng đầu lên hét lớn. Hiển nhiên cô ta không nhận ra Liễu tỉnh trưởng, phát hiện bên này có tình huống khác thường, không đợi cho Liễu Tuấn trả lời, chiến sĩ cảnh sát vũ trang đứng gác và bảo vệ chạy nhanh tới, cười ấy nấy với Liễu Tuấn, rồi chặn phía trước cô gái kia, định lôi cô ta đi, "Buông tôi ra." "Buông tôi ra." "Tôi muốn gặp Liễu tỉnh trưởng, tôi là em gái của Đồng Uy." Cô gái ra sức vùng vẫy lớn tiếng kêu gào, cái bản có chữ quan không cầm chắc được rơi xuống đất. Liễu Tuấn lúc này mới phát hiện ra cô gái này dung mạo xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề, sơ mi trắng, quần ống đứng màu đen, rất có khí chất của phụ nữ đô thị, không giống người đi khiếu nại bình thường, chẳng trách bảo vệ sơ xuất, không phát hiện ý đồ của cô ta. Cửa thành ủy Ngọc Lan luôn xe đi xa lại nườm nượp, tức thì có mấy chiếc xe dừng lại bên đường, người trên xe đều xuống xem náo nhiệt, thoáng cái tập trung không ít nhân viên, quan quá quan quá anh tôi đồng uy không tự sát mà bị giết liễu tỉnh trưởng liễu thanh thiên tôi muốn gặp liễu thanh thiên buông tôi ra cô gái áo trắng thân hình mảnh dẻ sao có thể là đối thủ hai bảo vệ to khỏe chớp mắt một cái đã bị kéo đi mười mấy bước bọn họ có kinh nghiệm xử lý việc thế này rồi tóm lại không thể để những người này ảnh hưởng tới công việc bình thường của lãnh đạo liễu thanh thiên liễu tuấn ngẩn một chút trong lòng cảm thấy đáng chát, không ngờ ở Tống Đô cũng có lan truyền chuyện của y, cô gái áo trắng này tự xưng là em gái đồng uy, lại đi kêu oan với một phó tỉnh trưởng không quản hệ thống chính pháp, Liễu Tuấn không phản cảm với cách xưng hô thanh thiên, không phải là không muốn làm chủ cho dân, y cảm thấy đắng miệng vì thanh thiên sinh ra là sự nhạo bán chế độ, chế độ không hoàn thiện, quyền lực không được kiểm soát, không có con đường khiếu nại bình thường, quần chúng mới cần tới thanh thiên thấy cô gái áo trắng sắp bị kéo vào phòng bảo vệ, Liễu Tuấn đột nhiên lên tiếng, đợi chút, bảo vệ dừng chân, đợi Liễu tỉnh trưởng ra lệnh, Liễu Tú đi tới trước mặt cô gái nói, thả cô ấy ra, bảo vệ vội buông tay, cô gái áo trắng thấy cảnh này, biết Liễu Tuấn có thân phận lớn, liền không kêu gào nữa, nhìn y hỏi, anh là ai, tôi là Liễu Tuấn, chương 1410, không hợp quy củ. Trong văn phòng thị trưởng, Liễu Tuấn đưa cho cô gái áo trắng một cốc nước. Tuy nói là sáng sớm, nhưng mặt trời cũng rất cắt, cô gái này vì chặn xe của y, đoán chừng ở ngoài một thời gian dài rồi, toàn thân có dáng vẻ như mất nước, cô gái uống một hơi cạn sạch cốc nước, cười ngượng ngùng nói, cảm ơn liễu tỉnh trưởng, vừa mới đầu cô ta cũng không tin liễu tuấn là người cô ta muốn tìm, vì liễu tuấn quá đẹp trai, dù khí độ trầm ổn, cô ta vẫn không thể liên hệ được một anh chàng đẹp trai với danh hiệu, liễu thanh thiên, quyền cao chức trọng. Khi Liễu Tuấn đưa cô ta vào văn phòng thị trưởng cô ta mới tin, ở cửa ghi rõ ràng văn phòng phó tỉnh trưởng, trước kia tấm biển đó là văn phòng thị trưởng, nhưng Liễu Tuấn chuyển tới đây làm việc, tất nhiên phải ghi chức vụ cao nhất của y. Dù sao phó tỉnh trưởng làm việc ở chính phủ Ngọc Lan độc nhất chỉ có một, người trong quan trường không ai nhầm được, hơn nữa không được Liễu Tuấn đồng ý không phải ai cũng có thể tới đây lượng lờ được. Liễu Tuấn khoát tay, ngồi xuống ghế sofa nói, ngồi đi, dạ cô gái áo trắng dè dặt ngồi xuống, lưng ưỡn thẳng, ngồi rất nghiêm chỉnh, trông hết sức căng thẳng. Phải nói cô ta hôm nay mạo hiểm tới chặng xe kêu an đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi, tám phần là chưa đợi được Liễu Tuấn đã bị bảo vệ phát hiện, không ngờ số không tệ, đợi không bao lâu, xe số 2 của thành ủy đã đi ra, nhưng khi đối diện với Liễu Tuấn, cô vẫn có chút khẩn trương, Khải Phàm cậu phụ trách ghi chép, vâng, Kha Khải Phàm đáp lời, lập tức ngồi xuống một bên ghế sofa, lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi chép, cô tên là gì? Làm việc ở đâu? Liễu Tuấn ôn hòa nói, cô gái áo trắng này trông qua không giống phụ nữ thiếu hiểu biết, hơn nữa tự xưng là em gái đồng uy chắc là nhân viên nhà nước, tôi. Tôi tên là Đồng Tú Linh, là em gái đồng uy, là giáo viên trường thất trung Ngọc Lan, cô gái áo trắng trấn tĩnh nói, em gái đồng uy làm việc ở Ngọc Lan là điều bình thường. Liễu Tuấn gật đầu hỏi, em ruột, vâng em ruột, cùng cha cùng mẹ liễu tỉnh trưởng anh anh tôi chết oan nói tới đây đồng tú linh nghẹn ngào nước mắt tràn khóe mi không chú ý hình tượng đưa tay áo ra lau vội hai mắt đỏ hoe hiển nhiên không phải chỉ mới khóc một lần liễu tuấn ra hiệu với kha khải phàm hắn hiền đứng dậy lấy khăn giấy đưa cho đồng tú linh cám ơn đồng tú linh cám ơn kha khải phàm có thể thấy cô gái này rất có giáo dưỡng biểu hiện ở trước cửa thường ủy là do bất đắc dĩ đồng chí đồng tú linh Tình huống của đồng uy tôi không rõ lắm, nhưng tôi nghe kết luật của cơ quan công an là anh ta tự sát." Liễu Tuấn chậm rãi nói, "Không đúng. Bọn họ nói dối." Đồng Tú Linh vừa mới nghe lập tức nói lớn, tâm tình vô cùng kích động, lập tức ý thức được đang ở trước mặt Liễu Tuấn, lại ngượng ngùng nói, "Xin lỗi Liễu tỉnh trưởng." Liễu Tuấn khoát tay, "Không sao, có điều tôi hy vọng đồng chí kiếm chế cảm xúc của mình, kể rõ câu chuyện." "Vâng, tôi sẽ kiềm chế." "Liễu tỉnh trưởng, anh tôi Tuyệt đối không tự sát, ngài có thể không rõ, anh tôi tính cách rất phóng khoáng, anh Anh ấy lại trẻ như thế, còn chưa tới 40, sao có thể tự sát chứ? Nhất định là người khác hại chết anh ấy, Liễu tỉnh trưởng, xin ngài bất kể thế nào cũng làm chủ cho anh tôi. Anh ấy khẳng định là bị giết chết, nói tới đây Đồng Tú Linh lại bật khóc, Liễu Tuấn không khỏi cau mày nói, đồng chí Đồng Tú Linh, đồng chí có chứng cứ gì không? Chỉ dựa vào suy luận là không thể phủ định kết luận của cơ quan công an. Nếu như đồng Tú Linh chỉ không cam tâm tới cái chết của anh trai, suy đoán bừa bãi, khẳng định vô dụng, cơ quan chấp pháp tự có tính nghiêm túc của mình, trừ khi đồng Tú Linh đưa ra chứng cứ xác đáng, đồng Tú Linh nói, liễu tỉnh trưởng, chẳng lẽ tôi hiểu sai anh trai mình sao? Chúng tôi sống cùng nhau hai mươi mấy năm, tôi quá hiểu tỉnh cách anh ấy, anh ấy là người luôn hăng hái tiến lên, chưa từng sợ một khó khăn nào, cho dù. Cho dù lần này khó khăn rất lớn, anh ấy cũng sẽ dũng cảm đối diện, tuyệt đối không tự sát. Trước khi bị song quy, anh ấy từng gọi điện cho tôi, nói mình phạm sai lầm, có thể bị truy cứu trách nhiệm, anh ấy còn nói sẽ chủ động phối hợp với cơ quan kiểm sát khai báo vấn đề của mình, Liễu tỉnh trưởng, ngài không biết anh tôi, anh ấy là người dám làm dám chịu, rất can đảm. Người như thế sao có thể tự sát được chứ? nhất định có kẻ sợ anh trai tôi khai ra nên giết người bịt miệng đồng tú linh nói đồng uy hăng hái tiến lên từ ý nghĩa nào đó là không sai nếu không có tính cách đó cũng chẳng được hoa quân đình tán thưởng tuổi còn trẻ làm tới bí thư chính pháp ủy có điều từ hành vi mà xét đồng uy đem hết thông minh tài trí của mình tiến lên ở mặt tham ô hối lộ trong mắt liễu tuấn loại cán bộ này chết không có gì đáng tiếc đương nhiên đồng uy đáng chết hay không do cơ quan pháp luật quyết định nếu như bị giết người diệt khẩu như đồng tú linh suy đoán thì hoàn toàn là một chuyện khác đồng chí hẳn phải rõ những điều đồng chí nói hoàn toàn là suy đoán không thể lấy làm chứng cứ hơn nữa tôi là thị trưởng ngọc lan không phân quản công tác của tống đô cũng không quản ban ngành chính pháp nếu cô có nghi ngờ có chứng cứ phải phản ánh lên kỹ ủy lên chính pháp ủy mới là con đường bình thường liễu tuấn nói rất trịnh trọng vô dụng thôi hai ban ngành ngài nói tôi đều tới rồi căn bản không ai để ý tới tôi, đứng nói là phản ánh tình huống, cửa cũng không vào được, chỉ cần vừa nói là em gái đồng uy, tất cả đều tránh tôi như tránh ôn dịch. Liễu tỉnh trưởng, cơ quan chấp pháp của nước ta là như thế đấy ư, đồng tú Linh mặt lộ vẻ phẫn hận, điều này Liễu Tuấn có thể hiểu, vụ án đồng uy xảy ra vào thời điểm quá mẫn cảm, hơn nữa díu líu quá nhiều phương diện, lúc này đồng tú Linh nhảy ra kêu oan. Các nhân viên bình thường tất nhiên tránh còn không kịp, ai chủ động đi tiếp đãi. Huống chí cô ta không có chứng cứ xác thực, riêng bằng vào suy đoán càng chẳng ai đối đãi nghiêm túc cả. Đồng chí Đồng Tú Linh, bất kể như thế nào vẫn nên phản ánh vấn đề theo trình tự bình thường, Liễu Tuấn chậm rãi nói, "Liễu tỉnh trưởng." Đồng Tú Linh biến sắc mặt, đang chuẩn bị nói thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Kha Khải Phàm đi nhanh tới nhận lấy điện thoại, đáp mấy câu, mặt lộ vẻ khẩn trương, đi nhanh về nói nói, "Tỉnh trưởng, điện thoại của Đinh bí thư." Liễu Tuấn gật đầu, đứng dậy tới nhận điện thoại xin chào bí thư, tỉnh trưởng, nghe nói có một người khiếu nại tự xưng là em gái đồng uy, chặn xe của tỉnh trưởng, có người chặn xe của Liễu Tuấn ở cửa trụ sở chính quyền, cáo trạng kêu oan, tất nhiên bảo vệ phải ngay lập tức báo cho văn phòng thành ủy, còn văn phòng thành ủy cũng phải ngay lập tức báo cho Đinh Ngọc Chu, vân thưa bí thư, là em gái đồng uy, tên đồng Tú Linh là giáo viên trường thất trung, hoài nghi nguyên nhân cái chết của đồng uy không phải là tự sát, tỉnh trưởng vấn đề này cự có ban ngành quản lý tôi thấy nên giải quyết theo con đường bình thường đinh ngọc chu lộ ra ý khuyên nhủ ông ta cũng đã nghe thấy cái danh thanh thiên của liễu tuấn lo y tuổi trẻ khí thịnh nhất thời kích động cuốn vào nhưng chuyện này không phải có thể tùy ý xen vào được hiện giờ thời kỳ mẫn cảm phải hết sức thận trọng tránh để người ta nắm lấy sơ hở đinh ngọc chu không muốn trước khi đại hội đảng toàn tỉnh diễn ra có sự có gì ảnh hưởng tới việc liễu tuấn tiếp nhiệm vâng tôi hiểu liễu tuấn khách khí nói thế này nhé tỉnh trưởng hãy ổn định cô giáo đó tôi trao đổi với đồng chí đoạn định viễn và đồng chí quân đình một chút đinh ngọc chu không do dự nói liễu tuấn mỉm cười cảm ơn bí thư đinh ngọc chu làm thế là thực sự quan tâm tới y với thân phận của ông ta đích thân giao thiệp với đoạn định viễn và hoa quân đình hợp quy cũ hơn so với liễu tuấn hơn nữa vì cái chết của đồng uy em gái đồng uy chạy tới trụ sở chính quyền ngọc lan gây chuyện là không hợp lý Đinh Ngọc Chu có đầy đủ lý do để hỏi tội. Liễu Tuấn đặt điện thoại xuống, đi về chỗ ngồi xuống, chân thành nói với đồng Thú Linh, đồng chí có chút hiểu lầm với cơ quan chính pháp và kỷ ủy tỉnh rồi. Hiện giờ Đinh Bí Thư sẽ đích thân trao đổi với đồng chí phụ trách của kỷ ủy và chính pháp, tin rằng họ sẽ nhanh chóng tiếp nhận xử lý tình huống này. Nếu như đồng chí có chứng cứ xác đáng, tới khi đó đưa ra, tin rằng họ sẽ xử trí công bằng. Chương 1411, đoạn định viễn xấu hổ liễu tỉnh trưởng tôi không tin bọn họ tôi chỉ tin ngài xin ngài đừng đuổi tôi đi nghe liễu tuấn nói như thế đồng tú linh không khỏi cuốn lên đứng bật dậy nói lớn vẻ mặt rất kích động toàn thân khẽ run rẩy như chuẩn bị quỳ xuống bất kỳ lúc nào đồng tú linh là một giáo viên không dễ dàng gì mà quỳ xuống nhưng động tác quỳ với người trong nước mà nói coi như chuyện thường nhất là đối diện với nhân vật lớn rất nhiều người bẩm sinh đầu gối không cứng huống chi đồng Tú Linh đã quỳ ở cửa chính phủ một lần, không ngại quỳ thêm lần nữa. Liễu Tuấn rất đau đầu với loại truyền thống này, vội nói, cô giáo đồng, cô đừng kích động, ngồi xuống đã. Cô phải biết mỗi việc đều có trình tự chính xác, chức vụ của tôi là thị trưởng Ngọc Lan, chuyện của Tống Đô tôi đúng là khó xen vào được. Cho dù cô có chứng cứ xác thực, tối đa tôi cũng chỉ có thể chuyển giao cho cơ quan chính pháp, đây là quy định, hơn nữa đinh bí thư đã đích thân trao đổi với đồng chí phụ trách chính pháp ủy và kỷ ủy bọn họ sẽ coi trọng vấn đề này đồng tú linh cười khổ vô dụng thôi vấn đề của anh tôi dính líu rất rộng có liên quan tới cả bí thư thành ủy và thị trưởng nữa xảy ra vấn đề lại bắt anh tôi một mình gánh vác bôi biết các vị quan chức bao che nhau giết anh trai tôi các vị đều an toàn không cần nửa đêm gặp ác mộng liễu tỉnh trưởng bài biết vì sao hôm nay tôi tới tìm ngài không vì tôi nghe nói ngài là viên quan tốt là liễu thanh thiên cho nên tôi mới tới không ngờ ngài cũng như bọn họ đồng tú linh nói rồi trên mặt to ra bi ai và căm ghét cực độ ánh mắt nhìn liễu tuấn trở nên hết sức bất thiện đầy địch ý kha khải phàm không nhịn được nói cô giáo đồng mời cô chú ý từ ngữ cô không hiểu quy trình làm việc của cơ quan thấy đồng tú linh buông lời xúc phạm liễu tuấn kha khải phàm tất nhiên nổi giận trong lòng hắn đồng uy là một tên tham quan ô lại chết chưa hết tội có gì đáng thương hại đoán chừng hắn chết đi trừ người thân cận nhất người dân tống đô đều vỗ tay hô thống khoái liễu tuấn không xen vào chuyện này là hoàn toàn đúng tôi không hiểu quy trình làm việc của cơ quan chính phủ nhưng tôi biết một đạo lý làm quan không làm chủ vì dân không bằng về nhà bán khoai lang đồng tú linh tâm tình kích động trống lên với kha khải phàm kha khải phàm tuy tuổi trẻ nhưng được rèn luyện tại cơ quan cho dù chưa trải qua chuyện này nhưng cũng không phải dễ chọc vào không hề nổi giận lạnh lùng nói cô giáo đồng làm người phải chú trọng đạo lý chuyện này tự có cơ quản chủ quản ví dụ như cô là giáo viên văn học sinh của cô thành tích toán không tốt phụ huynh của học sinh cô có thể trách mắng cô không mỗi cá nhân đều có chức trách của mình không ai là vạn năng cả ví dụ này của kha khải phàm đưa ví dụ này rất có sức thuyết phục về bản chất đồng tú linh không và là loại nữ nhân vô lối Nghe lời hắn nói cô ta tức thì ngẩn ra, tâm tình kích động hơi dịu lại, nghĩ một lúc rồi nói với Liễu Tuấn, "Liễu tỉnh trưởng, nếu như tôi có chứng cứ xác thực, có phải ngài sẽ làm chủ cho tôi?" Liễu Tuấn hơi nhướng mày lên, đang muốn nói thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đinh Ngọc Chu nghiêm mặt đi vào, sau lưng còn có thư ký trưởng Tề Thủ Nghĩa và mấy nhân viên cơ quan. "Đinh bí thư, Tề thư ký trưởng." Liễu Tuấn vội đứng dậy đón, Đinh Ngọc Chu nghiêm mặt bắt tay Liễu Tuấn, đám Tề Thủ Nghĩa tất nhiên tươi cười bắt tay với liễu tuấn ai cũng tỏ ra xấu hổ ngại ngùng thư ký trưởng cũng là đại quản gia của cơ quan chính quyền hôm nay xảy ra chuyện như thế này bọn họ ai cũng không làm tròn phận sự đi theo đinh ngọc chu tới văn phòng thị trưởng đều thấp thỏm bất an đây là người đi khiếu nại phải không đinh ngọc chu không ngồi xuống nhìn đồng tú linh nói giọng rất trầm vâng thưa đinh bí thư cô ấy là đồng tú linh tự xưng là em gái đồng uy là giáo viên trường thất trung kha khải phàm đáp thay đồng chí đồng tú linh vụ án đồng uy là do kỹ ủy tỉnh đích thân điều tra, cái chết của cậu ta đã được cơ quan công an giám định là tự sát, được thông báo trên cuộc họp ban bí thư tỉnh ủy. Nếu như cô có nghi vấn gì về kết luận này hay bản thân vụ án, đợi lát nữa đồng chí kỷ ủy tỉnh tới có thể phản ánh với họ. Đây là cơ quan chính phủ Ngọc Lan, chuyện xảy ra ở Tống Đô không thuộc quản lý của Liễu tỉnh trưởng, Đinh Ngọc Chu Uy nghiêm nói, Liễu Tuấn cảm động lắm. Đinh Ngọc Chu lo đồng Tú Linh ở riêng trong văn phòng của y quá lâu, sau này lỡ vụ án có biến hóa gì bất ngờ khó tránh khỏi dính liễu tới liễu tuấn cho nên đinh ngọc chu vội vàng chạy tới còn mang theo cả đám tề thủ nghĩa làm chứng nếu có gì xảy ra sau này còn đường mà nói vốn với khả năng của liễu tuấn đinh ngọc chu không cần quá khẩn trương có điều thời cơ và vụ án đều quá mẫn cảm đinh ngọc chu không thể không cẩn thận hơn giả sử vì chuyện này làm cho tuyển cử đại hội đảng toàn tỉnh có gì bất ngờ thì hối cũng chẳng kịp tề thủ nghĩa ở bên cạnh giới thiệu vị này là đinh bí thư thành ủy đồng tú linh là em gái đồng uy hiểu rõ tình hình trong thể chế hơn hẳn giáo viên bình thường biết đinh ngọc chu là phó bí thư tỉnh ủy thấy ông ta uy nghiêm như thế không khỏi lộ vẻ khẩn trương đối diện với liễu tuấn có lẽ vì y quá trẻ lại ôn hòa nên không khẩn trương như hiện giờ quan uy mấy chục năm trên người đinh ngọc chu không phải là trò đùa đinh bí thư không phải tôi đi gây chuyện tôi chỉ phản ánh tình huống anh tôi chết rất oan uổng anh ấy tuyệt đối không tự sát đồng tú linh cẩn thận nói tôi biết đồng chí đi phản ánh tình huống không ai chỉ trích đồng chí gây chuyện hết nhưng đồng chí phải làm theo tuần tự bình thường đồng chí làm thế này làm nhiễu loạn trật tự chính phủ ngọc lan là không nên được rồi đồng chí không cần giải thích nữa đợi lát nữa các đồng chí của cơ quan kỷ ủy tỉnh tới đồng chí hãy phản ánh với họ đinh ngọc chu nói rất dứt khoát không cho phép phản bác tức thì trong phòng xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi qua một lúc sau, trên hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề, hành lang trải thảm rất dày, đột nhiên có tiếng động này có thể thấy người tới đi rất vội vàng, lại không phải chỉ có một, liễu tỉnh trương. Ồ, đinh bí thư cũng ở đây, xuất hiện ở cửa là đoạn định viễn bí thư kỷ ủy tỉnh, nhận được điện thoại hỏi tội của đinh Ngọc Chu, đoạn định viễn rất quốc ức, nhưng ức thì ức. Em gái đồng uy chạy tới chính phủ Ngọc Lan tìm Liễu Thanh Thiên kêu oan là sự mỉa mai với cơ quan kỷ ủy tỉnh đoạn định viễn ý thức được đinh ngọc chu rất bất mãn cân nhắc nặng nhẹ vội vàng chạy tới vốn cho rằng chỉ gặp liễu tuấn không ngờ có cả đinh ngọc chu ông ta càng thầm cảnh giác hơn có thể thấy đinh ngọc chu hết sức coi trọng việc này chào bí thư định viễn đinh ngọc chu mặt vẫn nghiêm nghị chào đinh bí thư đoạn định viễn thì mỉm cười nhưng nụ cười có chút xấu hổ đám liễu tuấn tề thủ nghĩa cũng vội bắt tay đoạn định viễn tất nhiên không thể nghiêm mặt như đinh ngọc chu tươi cười như không có việc gì bí thư định viễn đây là đồng chí đồng tú linh nói là em gái đồng uy giáo viên trường thất trung ngọc lan không hiểu trình tự phá án của cơ quan chấp pháp nên tìm liễu tỉnh trưởng phản ánh tình huống đinh ngọc chu giới thiệu đơn giản đoạn định viễn cảm kích gật đầu đinh ngọc chu nghiêm mặt nhưng nói chuyện rất chú ý không tỏ ra bất mãn với kỷ ủy tỉnh thái độ khác với vừa rồi nói chuyện điện thoại ha ha quần chúng không hiểu quy trình phá án cũng có thể thông cảm được đoạn định viễn cười ha hả trầm giọng nói đồng chí đồng tú linh tôi là đoạn định viễn bí thư kỷ ủy tỉnh vụ án đồng uy là do chúng tôi phụ trách đồng chí có chuyện gì có thể phản ánh với tôi mời theo tôi về kỷ ủy tỉnh phản ánh đoạn định viễn không muốn ở lại văn phòng liễu tuấn lâu mất mặt mà lại phải nói đồng tú linh chặn che cáo trạng xem như mang lại tác dụng bất ngờ trực tiếp mời được bí thư kỷ ủy tỉnh tới trước mặt mình e rằng không mấy người khiếu nại được đãi ngộ này không ngờ đồng tú linh chẳng hề cảm kích nhìn đoạn định viễn đầy cảnh giác nói thẳng thừng xin lỗi tôi chỉ tin liễu tỉnh trưởng người khác tôi sẽ không phản ánh gì hết lời này phát ra người trong phòng đều lộ vẻ xấu hổ cả liễu tỉnh trưởng tuy nói đồng tú linh là quần chúng bình thường nói chuyện không biết nặng nhẹ vốn cũng không thể trách nhưng đường đường bí thư kỷ ủy bị người ta chỉ trích bất tín nhiệm ngay trước mặt trong lòng khó chịu tức giận thế nào khỏi phải nói đồng chí đồng tú linh đây không phải là vấn đề tín nhiệm hay không tín nhiệm đây là quy trình cơ quan chấp pháp phá án, không thể vì cô mà thay đổi được, nếu như cô có chuyện gì, có thể phản ánh với chúng tôi, nếu như cô quả thực không tín nhiệm chúng tôi đó là tự do của cô, nhưng tôi nói cho cô biết, nếu muốn giải quyết vấn đề phải tuân thủ quy trình của chúng tôi, đoạn định viễn lõi đời rồi, tức giận chỉ thoáng qua là mất, lập tức bình tĩnh nói với đồng Tú Linh, đồng Tú Linh nghĩ một lúc, mặt lộ vẻ kiên cường, gật đầu, được, tôi đi theo các vị.